Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 100. Tiểu đạo chỉ cười, đôi khi chỉ có nỗ lực mới có thể đạt được. Nhưng lần này ra tay là vì ngứa mắt tên này thôi. Ta chỉ mới cho chút xíu mặt mũi mà đã tự xem mình là nhất rồi. Thiên đạo cười, bình thường thôi, dẫu sao hắn ta cũng không biết thân phận thật của cô. Tiểu đạo nhìn sang, nếu ta không đoán sai thì cô đang lợi dụng Diệp Huyên để chống lại thượng giới. Hắc ám giới và những thượng thần kia căn bản không lọt được vào mắt cô. Thiên đạo khẽ cười, cô đoán đúng đấy. Nàng ta nhìn khắp bốn phía rồi nói, kẻ thù của vũ trụ này không chỉ có thượng giới. Tiểu đạo cau mày, bên kiếm tông. Thấy thiên đạo gật đầu, nàng ta hạ giọng, không phải đã có kiếm tông ngăn lại rồi sao? Thiên đạo cười, lỡ như họ không ngăn được thì sao? Đừng quên, tông chủ của họ hiện tại không có mặt. Tiểu đạo không khỏi im lặng. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Nếu kiếm tông không thể ngăn cản. Tiểu đạo khẽ nói, nếu ta đoán không sai thì thượng giới đã liên thủ cùng bên kia. Kẻ sau phụ trách giữ chân kiếm tông, kẻ trước nhằm vào Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn sang thiên đạo, cô định thế nào? Thiên đạo cười cười, ta chỉ muốn vũ trụ này bình an vô sự, không còn gì khác. Tiểu đạo im lặng. Nàng ta biết mâu thuẫn lớn nhất giữa thiên đạo và Diệp Huyên nằm ở chỗ một người muốn bảo vệ vũ trụ này. Một người muốn bảo vệ người của vũ trụ này. Hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Tiểu đạo khẽ nói, cô cũng biết, trừ khi tàn sát hết toàn bộ sinh linh vũ trụ này, bằng không nó rồi sẽ đi đến diệt vong. Thiên đạo đáp, làm như thượng giới là được thôi. Tiểu đạo nhắm mắt lại, cô thật sự muốn làm vậy. Thiên đạo cười, cũng đáng để học theo mà, đúng không? Tiểu đạo lắc đầu, không thể. Bọn họ không có khả năng từ bỏ, trừ khi. Đồng tử nàng ta bỗng rụt lại, cô. Thiên đạo nhếch môi, không chỉ mình ta, mà ngay cả tiên tri cũng có ý tưởng này. Tiểu đạo không nói gì. Thiên đạo bật cười, cô cho rằng ta là người tàn nhẫn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải là tàn nhẫn. Lấy một góc độ khác đến nói, cô thật ra không hề làm gì cả, ngược lại còn nhiều lần ra tay giúp đỡ vũ trụ này. Chỉ là sinh linh ở đây vẫn tiếp tục tự tìm đường chết. Thiên đạo cười khẽ, khi vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện ở vũ trụ này, ta đã sung sướng biết bao. Bởi nó không phải là của ai, nó là của tất cả mọi người. Nhưng càng về sau, ta phát hiện khi sinh linh xuất hiện càng nhiều, đặc biệt là từ sự có mặt của con người, bọn chúng đã bắt đầu điên cuồng phá hủy vũ trụ. Bọn cường giả thời sơ khai bành trước đến nỗi cả ngày kêu nghịch thiên. Tựa như không dám vỗ ngực gào lên, mệnh ta do ta không do trời, thì không phải cường giả vậy. Nàng ta lắc đầu, nực cười nhất chính là, chúng chẳng hay biết gì về vận mệnh cả. Tiểu đạo nhìn sang, cô có thể hợp tác với hắn. Thiên đạo chỉ mỉm cười, ta không tin bất kỳ con người nào. Từ cổ chí kim, tham lam nhất là con người, mà vĩnh viễn không thể thỏa mãn dã tâm và dục vọng, cũng là con người. Theo lời ngươi thì thiếu niên Diệp Huyên này bản tính không xấu, nhưng trong lòng hắn chỉ có người thân. Hắn có thể vì thân nhân mà hy sinh cả một vũ trụ, đúng chứ? Tiểu đạo im lặng. Thiên đạo khẽ tiếp lời, ta sẽ không ra tay hủy diệt, bởi vì vũ trụ này đang trừng phạt chúng rồi. Điều buồn cười là sinh linh nơi này chẳng mảy may có ý hối cải. Ngũ duy kiếp lần này sẽ mạnh hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ, ít nhất là 10 lần. Không ai có thể may mắn thoát nạn. Khi không có những sinh linh này, vũ trụ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Nàng ta nói xong thì xoay người rời đi, để lại tiểu đạo lẳng lặng đứng tại chỗ. Thiên đạo sẽ không ra tay với bất kỳ ai mà chỉ cần đứng bên quan sát, vạn sự sẽ tự động diễn ra theo suy nghĩ của nàng ta. Bản thân nàng ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai, không bị lây nhiễm nhân quả. Mà lại có thể khiến cường giả ở thế giới này và thượng giới chết sạch. Trách cứ ư. Nàng ta không làm gì sai cả, cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên ra tay giúp đỡ một chút mà thôi. Suy cho cùng, vẫn là sinh linh vũ trụ này tự mình tạo nghiệt. Trước kia, thiên đạo sẽ còn ra tay giúp đỡ, nhưng hiện nay rõ ràng đã không còn muốn nữa. Thần sắc tiểu đạo trở nên đôi phần phức tạp. Chỉ có nàng ta mới biết thiên đạo đã từng lương thiện, chân thành đến bao nhiêu, tiếc rằng.
Tiểu đạo thu vũ khí, xoay người rời khỏi đại hoang quốc ngổn ngang thi thể. Chấm chấm chấm. Khi thượng chủ trở lại hắc ám giới, hắn ta sững ra như tượng. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hắc ám giới ngập ngụa trong thi thể, máu đỏ chảy thành dòng, mùi hăng nồng sộc vào mũi. Thượng chủ còn đang ngẩn người thì thấy vài cường giả hắc ám giới còn sống sót đi đến. Hắn ta bèn hỏi với vẻ vô cảm, ai làm? Một người trong đó do dự một chút rồi nói, Diệp Huyên. Thượng chủ gầm lên, sao có thể là hắn? Hắn chỉ mới đến luân hồi cảnh, làm sao có thể đổ sát hắc ám giới chúng ta? Làm sao có thể? Sau một lúc trôi qua, thượng chủ lấy lại bình tĩnh. Lúc này, ông ta đã chấp nhận một sự thật, đó chính là tất cả mọi chuyện trước mắt là do Diệp Huyên làm. Hơn nữa còn là một mình Diệp Huyên làm. Một mình Diệp Huyên tiêu diệt toàn bộ hắc ám giới. Hơn nữa hình như Diệp Huyên còn đột phá rồi. Thượng chủ từ từ nhắm mắt lại. Tổn thất lần này quá nghiêm trọng. Một lúc lâu sau đó, thượng chủ đột nhiên nói, người của thượng giới chưa ra tay à? Một cao thủ của hắc ám giới lắc đầu, chưa từng ra tay. Nghe vậy, nét mặt thượng chủ trở nên dữ tợn. Chưa từng ra tay. Thượng giới bảo ông ta đến Đại Hoang Quốc dẫn dụ Diệp Huyên, mà khi Diệp Huyên này đi tới hắc ám giới tàn sát, thượng giới lại không ra tay. Không ra tay. Thượng chủ từ từ siết chặt hai tay. Lúc này, Vô Thiên ở bên cạnh ông ta chợt gần giọng nói, bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Thượng chủ ngẩng đầu nhìn lên, mặt không cảm xúc. Lúc này, không gian trên đầu bọn họ đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông đi ra từ bên trong. Nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt mấy cao thủ của hắc ám giới đang có mặt đều trở nên dữ tợn. Bây giờ bọn họ gần như không còn chút thiện cảm nào với thượng giới cả. Người đàn ông đi về phía thượng chủ, thân thể của hắn ta là hư ảo, cũng không phải thi thể, thậm chí cũng không phải linh hồn, chỉ là một hình chiếu đơn giản mà thôi. Người đàn ông nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, xin lỗi, đây là chuyện chúng ta không ngờ đến. Thượng chủ nhìn thẳng vào người đàn ông, vì sao không ra tay? Người đàn ông lắc đầu, cũng không phải là không ra tay, mà là bị thiên đạo ngăn cản. Thiên đạo. Thượng chủ híp mắt lại, không phải nàng ta bị các ngươi nhốt lại rồi sao? Người đàn ông nhẹ giọng đáp, nàng đi ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Nghe vậy, sắc mặt thượng chủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thiên đạo. Đương nhiên ông ta rất kiêng dè người phụ nữ này. Người đàn ông nhẹ giọng nói, chúng ta đã đánh giá thấp thiếu niên Diệp Huyên kia và người đứng sau hắn, cũng đánh giá thấp thiên đạo rồi. Vì thế, bây giờ chúng ta sẽ điều tra bọn họ một lần nữa. Thượng chủ nhìn người đàn ông, vậy hắc ám giới ta nên làm gì? Dù rất tức giận, nhưng ông ta hiểu bây giờ hắc ám giới chỉ có thể nương tựa vào thượng giới mới có đường sống thôi. Hắc ám giới bây giờ hoàn toàn không thể chống lại Diệp Huyên và thiên đạo. Người đàn ông nói, án binh bất động. Thượng chủ khẽ nhíu mày, án binh bất động. Nếu mấy người Diệp Huyên ra tay thì sao? Người đàn ông mở lòng bàn tay ra, một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay hắn ta. Sau đó, quyển trục màu đen kia đột nhiên biến thành một tia sáng đen biến mất ở chân trời. Một khắc sau, một lực lượng thần bí không ngừng lan tràn ra xung quanh. Người đàn ông nhìn về phía thượng chủ, đây là kết giới, có thể khóa lại hắc ám giới. Bọn họ muốn đi vào sẽ phải trả giá rất đắt. Nói xong, hắn ta vung tay phải lên, hai người áo đen chợt xuất hiện sau lưng thượng chủ, thực lực của hai người này đều là chủ tế cảnh đỉnh cao, cao thủ chủ tế cảnh bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ ở lại đây trấn giữ hắc ám giới với các ngươi. Thượng chủ hỏi, các ngươi có thể xuống chứ? Người đàn ông khẽ nói, chúng ta sẽ nghĩ cách, tóm lại. Ngươi chỉ cần hiểu chúng ta nhất định phải có được thư phòng kia là được. Thượng chủ nhìn người đàn ông, rốt cuộc thư phòng kia là cái gì? Người đàn ông lắc đầu, không nên hỏi thì đừng hỏi, vì dù là ta cũng không biết rốt cuộc bên trong thư phòng kia có cái gì. Thượng chủ yên lặng. Người đàn ông nói, đợi thông báo của chúng ta, lần này, chúng ta đã chịu thiệt hại nặng nề, nếu muốn ra tay một lần nữa thì phải giết chết hết.
Nói xong, thân thể hắn dần trở nên hư ảo, chẳng mấy chốc, hắn đã biến mất ở trước mặt thượng chủ. Sau khi người đàn ông biến mất, Vô Thiên ở sau lưng thượng chủ chợt trầm giọng nói, chúng ta không nên tin tưởng bọn họ. Thượng chủ khẽ nói, không tin bọn họ thì tin ai đây? Bây giờ chỉ bọn họ mới có thể chống lại Diệp Huyên, chống lại thiên đạo kia thôi. Vô Thiên im lặng. Thượng chủ lắc đầu, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Vô Thiên nhìn thượng chủ, muốn nói lại thôi. Thượng chủ nhẹ giọng nói, ta biết ông đang nghĩ gì. Chắc ông cũng biết năm đó thiên đạo có năng lực tiêu diệt ta, nhưng nàng lại không làm thế. Ta không tin nàng ta nhân từ hay tốt bụng, chắc chắn nàng ta đang tính toán cái gì đó. Chúng ta muốn khống chế nàng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của thượng giới thôi. Vô Thiên hơi do dự, sau đó nói, nhưng bây giờ nhìn lại, thượng giới hoàn toàn không có năng lực tiêu diệt Diệp Huyên và thiên đạo. Thượng chủ nhẹ giọng nói, tạm thời quan sát thêm đi, ta tin phía trên sẽ không chỉ có chút thực lực như thế. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, ông ta nhìn những thi thể xung quanh, sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Phu tộc. Diệp Huyên nằm trên một cái giường, bên cạnh hắn chính là A Mục. Lúc này sát khí và hơi thở thô bạo trên người Diệp Huyên đã biến mất, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh táo lại. A Mục nhìn Diệp Huyên trước mắt bằng nét mặt phức tạp. Nàng ta phát hiện ra rồi. Đừng thấy cái tên trước mặt lúc nào cũng cười cười, nhưng chỉ cần đụng vào muội muội Diệp Liên của hắn, hắn sẽ giống như một tên điên vậy. Lúc này, Diệp Huyên đang nằm trên giường đột nhiên nhúc nhích tay, A Mục vội vàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, tỉnh rồi à. Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, một khắc sau, hắn đột nhiên ngồi dậy. Nhìn về phía A Mục, muội muội của ta đâu? A Mục vội nói, người đừng sốt ruột, nàng không sao, nàng rất ổn. Rất ổn. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lúc này, đầu óc của hắn hơi loạn, hắn chỉ biết mình đến hắc ám giới, còn chuyện còn lại thì không thể nào nhớ nổi. Trạng thái phong ma. A Mục nhẹ giọng nói, có phải không nhớ ra không? Diệp Huyên gật đầu. A Mục trầm giọng nói, người đi tới hắc ám giới, giết chết rất nhiều sinh linh hắc ám. Nói xong, nàng ta kể lại một lượt những chuyện Diệp Huyên làm ở thế giới ngầm. Một lát sau, Diệp Huyên mở mắt, nhẹ giọng hỏi, đột phá rồi sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, nhưng kiếm Thiên Chu lại rất bình thường. Bản thân hắn cũng rất bình thường. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục im lặng một lát rồi khẽ nói, có lẽ có liên quan với huyết mạch chi lực của ngươi. Chắc là chỉ khi ngươi khởi động huyết mạch chi lực mới có thể tiến vào trạng thái kia, trong trạng thái đó, thực lực của ngươi không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Trạng thái phong ma. Diệp Huyên lắc đầu. Dù trong trạng thái đó thực lực sẽ tăng mạnh, nhưng không thể kiểm soát được. Lúc này, A Mục cũng nói, dù trạng thái này giúp chiến lực tăng mạnh, nhưng nó đem lại ảnh hưởng quá lớn. Vì ngay cả người của mình mà ngươi cũng giết, quá điên cuồng, cho nên đừng tiến vào trạng thái đó thì tốt hơn. Diệp Huyên cười khổ, hắn cũng không muốn tiến vào trạng thái đó, nhưng hắn phát hiện chỉ cần mình tức giận thì sẽ tự động tiến vào trạng thái đó. Diệp Huyên lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn về phía A Mục, dẫn ta đi gặp Liên Nhi. A Mục gật đầu. A Mục nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới khu mộ kia. Vừa mới đi vào, ông lão trông mộ đã xuất hiện trước mặt hai người, ông ta quan sát Diệp Huyên, bình thường lại rồi à. Diệp Huyên gật đầu, cười khổ tiền bối, lúc đó ông cũng không nói rõ ràng một chút. Ông lão trông mộ lắc đầu, người còn chưa đợi ta nói xong đã chạy mất rồi. Người trẻ tuổi nên kiên nhẫn một chút, người quá kích động rồi. Diệp Huyên gật đầu, vâng. Ông lão trông mộ quay đầu nhìn về phía một ngôi mộ, sau đó nói, muội muội ngươi đi vào đó rồi. Bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Diệp Huyên nhìn về phía đó, gặp nguy hiểm sao? Ông lão trông mộ lắc đầu, chắc là không. Vị tiền bối bên trong không có ác ý với muội muội của ngươi, có lẽ đây là một cơ duyên lớn với muội muội ngươi. Diệp Huyên đi về phía ngôi mộ kia, hắn vừa mới đến gần, một tia u quang mạnh mẽ đã lan ra từ bên trong. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi,
vội vàng sử dụng khiên thái cực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyên lùi xa mấy trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, mặt đất dưới chân hắn lập tức sụp xuống, cùng lúc đó, khiên thái cực trong tay hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sững sờ. A Mục cũng ngây người. Đây là khiên thái cực. Bảo vật của nhân tộc đấy. Cứ thế bị đánh nứt luôn sao? Cái quỷ gì vậy? Diệp Huyên nhìn ngôi mộ kia, nét mặt vô cùng nặng nề. Rốt cuộc là ai ở trong này? Diệp Huyên và A Mục nhìn về phía ông lão trông mộ, ông lão nhún vai, ta cũng không biết là ai, dù sao cũng là người khác bảo ta trông chừng ở đây đến khi hắn tỉnh lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, ai bảo ông trông? Ông lão trông mộ nhẹ giọng đáp, một người đàn ông mặc áo xanh. Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, là kiếm tu sao? Ông lão trông mộ vội gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía ngôi mộ kia, hắn ta không nói với ông người trong mộ là ai à? Ông lão lắc đầu, hắn chỉ nói bên trong là một người thân vô cùng quan trọng của hắn, hơn nữa đừng nghĩ đến việc phá hủy ngôi mộ này, không biết nhóc màu trắng và cô bé kia để thứ gì ở bên trong, chắc chắn rất nguy hiểm. Nhóc màu trắng. Nét mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ, có khi nào đứa nhóc kia chôn kẹo hồ lô ở bên trong không? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía khiên thái cực, lúc này khiên thái cực đã trở lại bình thường. Cũng may khiên thái cực này có năng lực tự mình tu bổ. Nếu không thì quá lỗ rồi. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, người đừng lo cho nàng nữa. Diệp Huyên gật đầu, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Diệp Huyên, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đến gần ngôi mộ kia. Rõ ràng chủ ngôi mộ không muốn người bên ngoài đến gần. Chỉ là rốt cuộc người. Được chôn trong mộ là ai? Người thân của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên không nghĩ ra. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, tiếp theo người định làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên trầm giọng đáp, A-La đột phá chưa? A Mục lắc đầu, vẫn chưa. Nhưng ngươi đừng lo lắng, tiểu đạo đang âm thầm canh giữ đại hoang quốc rồi. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cũng nhẹ nhõm hơn. Thượng giới. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nét mặt dần trở dữ tợn. Lần này, hắn không ngờ thượng giới lại có ý đồ với Diệp Liên. Cũng may thực lực của ông lão trông mộ đủ mạnh, nếu không chắc chắn Diệp Liên sẽ lành ít dữ nhiều. Còn cả hắc ám giới nữa. Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. A Mục vội hỏi, đi đâu? Diệp Huyên đáp, đi tới hắc ám giới. A Mục ngây người, sau đó muốn lên tiếng thì Diệp Huyên lại gần giọng nói, không giết bọn họ, ông đây ăn không ngon. Giết, ông đây muốn giết sạch bọn họ. Diệp Huyên nhanh chóng đi thẳng tới lối vào hắc ám giới, nhưng lối vào hắc ám giới lại có một lực lượng kết giới mạnh mẽ chặn lại. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Hắn mở lòng bàn tay ra, ấn nhân vương xuất hiện trong tay, một khắc sau, ấn nhân vương biến thành một tia kiếm quang đánh về phía kết giới. Oanh! Kết giới kia rung động kịch liệt, sau đó trở nên hư ảo. Ấn nhân vương! Có thể phá hủy tất cả kết giới phong ấn trong thiên địa. Chẳng mấy chốc, lực lượng kết giới kia vỡ nát, lối vào hắc ám giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện. Chính là thượng chủ kia. Lúc này thượng chủ còn đang bị thương, cánh tay bị tiểu đạo chém cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Thượng chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyên. Phô Thiên đứng bên cạnh thượng chủ đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt. Một tia kiếm quang lóe lên, bay đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ không ra tay, mà có hai ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Oanh. Sau một tiếng nổ. Diệp Huyên lùi về vị trí ban đầu. Thượng chủ nhìn Diệp Huyên, thật sự không cho người khác một con đường sống à? Diệp Huyên cười nhạt, cho ông đường sống. Ông chưa từng nghe thấy câu lợi dụng lúc ông bệnh lấy mạng ông sao? Nói xong, hắn lại xông lên. Hắn đến hắc ám giới cũng không phải hành động theo cảm tính. Bây giờ thượng chủ này bị thương nặng, cao thủ của hắc ám giới cũng chết gần hết.
có thể nói, bây giờ là thời điểm hắc ám giới suy yếu nhất. Bây giờ không tiêu diệt thì bao giờ? Thấy Diệp Huyên lao tới, thượng chủ lập tức híp mắt lại, trực giác cho ông ta biết có điều gì đó không đúng. Diệp Huyên không thể một mình tiêu diệt hắc ám giới được. Lúc này, không gian xung quanh bọn họ đột nhiên nứt ra, một khắc sau, mười mấy hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Người đến chính là đám người Thái Nhất và Thần Công. Tổng cộng 12 chính thần. Đều là cao thủ chủ tế cảnh. Thấy cảnh này, sắc mặt thượng chủ thay đổi, rút lui. Dứt lời, ông ta dẫn cao thủ hắc ám giới xung quanh lùi về hắc ám giới. Còn Diệp Huyên thì dẫn đám người Thái Nhất xông thẳng vào trong. Trước tòa tháp màu đen, thượng chủ nhìn chằm chằm chân trời phía xa, nơi đó, Diệp Huyên dẫn theo 12 người thẳng tay giết chóc, hoàn toàn không có ai ngăn cản được bọn họ. Mấy người Diệp Huyên nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Lúc này, thượng chủ chợt thét to, gọi tiên tổ. Ông ta vừa dứt lời, tòa tháp màu đen sau lưng ông ta chợt rung lên, sau đó, một tia sáng đen phóng lên cao, trong tia sáng đen kia chợt hiện lên một ông lão. Ông lão mặc áo choàng đen, râu tóc bạc phơ, trên người tản ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ tựa như bầu trời sao rộng lớn, sâu không lường được. Phía xa, Diệp Huyên dừng lại, hắn cau mày, vì sao mấy thế lực này đều thích gọi tổ tiên thế? Tổ tiên của mình là ai? Hắn cũng muốn gọi tổ tiên. Mấy tên này có tí việc cũng gọi tổ tiên, thật phiền chết đi được. Ông lão áo đen đứng trên chân trời nhìn một vòng xung quanh, trong mắt lộ vẻ mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Một lát sau, ông lão áo đen nhìn về phía thượng chủ, mấy người thượng chủ vội vàng cung kính hành lễ. Đây là tiền bối của hắc ám giới. Ông lão áo đen nhìn xung quanh, cuối cùng, lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, lão ta chợt nhíu mày. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt lấy kiếm Thiên Chu, đang muốn ra tay, ông lão áo đen đột nhiên nhẹ giọng nói, thiếu niên, cậu tới đây một chút. Diệp Huyên chớp mắt, hắn nhìn ông lão, hơi do dự, sau đó đi tới trước mặt lão ta, đương nhiên hắn cũng luôn đề phòng, sợ ông lão này giở trò. Có mấy ông già rất xấu xa. Ông lão áo đen quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu. Diệp Huyên hỏi, làm sao? Ông lão áo đen nhẹ giọng nói, số mệnh của cậu rất kỳ lạ. Còn cả nhân quả trên người cậu nữa. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông có đánh nhau nữa không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó nói, không biết vì sao tiểu hữu muốn đẩy hắc ám giới ta vào chỗ chết. Diệp Huyên cười đáp, không phải ta muốn tiêu diệt các người, mà là các người muốn tiêu diệt ta. Ông lão áo đen quay đầu nhìn thượng chủ bên dưới, chuyện gì thế này? Nghe vậy, sắc mặt mấy cao thủ của hắc ám giới đang có mắt đều trở nên hơi kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Hình như tổ tiên này của mình còn có ý trách móc nữa. Thượng chủ im lặng một lát rồi nói, tiên tổ, có thể giết chết hắn không? Ông lão nhìn chằm chằm thượng chủ, người bị ngu à? Nghe vậy, xung quanh trở nên ồn ào. Đám người Diệp Huyên cũng sửng sốt. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thượng chủ nhìn ông lão áo đen, sắc mặt hơi khó coi. Ông lão áo đen nhìn thượng chủ, người sẽ khiến hắc ám giới đi vào con đường diệt vong. Thượng chủ trầm giọng nói, chỉ vì chúng ta chọn làm kẻ thù của hắn sao? Ông lão áo đen lắc đầu, người sống nhiều năm như vậy mà chút khả năng nhìn người cũng không có, thật là sống uổng công. Thượng chủ khẽ nhíu mày, có ý gì? Vẻ mặt ông lão áo đen không chút cảm xúc, nhân quả trên người hắn, hắc ám giới ta sao có thể dính vào được? Thượng chủ im lặng. Ông lão áo đen lại nói, có dã tâm là tốt, nhưng phải có thực lực phù hợp với dã tâm đó. Nếu không chẳng khác nào đẩy mình vào đường chết cả. Nói xong, lão ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu, hôm nay hắc ám giới ta muốn kết thúc đoạn nhân quả này với cậu. Không biết có được không? Diệp Huyên cười nói, không được. Ông muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh à? Nghĩ ông đây là ai? Hôm nay, có ai đến cũng vô dụng. Ông lão áo đen gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, ông ấy mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt,
không gian xung quanh trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại, Thái Nhất ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, người này không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, cảnh giới của ông lão này chắc chắn cao hơn chủ tế cảnh ít nhất là phá hư cảnh. Cảnh tượng xung quanh không ngừng biến ảo giữa hư và thực, dần dần, không gian xung quanh mấy người Diệp Huyên không ngừng rung lên. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Nhưng một kiếm này lại như chém vào không khí, một kiếm chém ra, lại im hơi lặng tiếng biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên hơi nhíu mày. Thái Nhất ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây chính là phá hư. Không gian chỗ chúng ta bây giờ là giả, không phải thực, không đúng, là chỉ có ông ta mới là thật. Tình thế bây giờ vô cùng bất lợi với chúng ta. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó tiến lên một bước, kiếm vực xuất hiện. Vào khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, Diệp Huyên thoáng sửng sốt. Dưới kiếm vực, hư chính là hư, thực chính là thực. Diệp Huyên ngây người, lúc này, hắn chợt biết cái gì gọi là phá hư. Hư, thực. Hư thực của ông lão áo đen giống như một cô gái không mặc quần áo dưới kiếm vực của Diệp Huyên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, cũng không còn bí mật gì nữa. Nhưng dù hắn nhìn thấu, hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được nó. Giống như một thiếu niên độc thân đã lâu nhìn một cô gái không mảnh vải che thân, cái gì cũng thấy rõ, nhưng vẫn không hiểu niềm vui nguyên thủy kia. Vì chỉ nhìn chứ cũng không tìm hiểu sâu, vì thế nên không lĩnh ngộ được. Hoảng hốt. Lúc này Diệp Huyên thấy vô cùng hoảng hốt, hắn rất muốn trải nghiệm cảm giác hư thực đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn biết hắn còn cách phá hư một bước, chỉ cần bước vào bước này, hắn sẽ có thể đạt tới phá hư. Dù chuyện này nghe rất hoang đường, dù sao thì hắn vẫn chỉ là luân hồi cảnh, nhưng Diệp Huyên biết rõ chuyện này hoàn toàn có thể. Trong kiếm vực, Diệp Huyên ngày càng nôn nóng. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là ông lão áo đen kia, lão ta đánh một quyền lên đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên cứ thế đứng nhìn cú đấm này đánh về phía mình, cú đấm rất chậm, chậm đến mức không chân thực, nhưng khi nắm đấm đánh lên ngực hắn, trong nháy mắt. Oanh! Diệp Huyên thoáng chốc lùi xa mấy nghìn trượng. Mà bên ngoài kiếm vực, mấy người Thái Nhất hoàn toàn không thể ra tay, lúc này bọn họ như bị ngăn cách khỏi thế giới này vậy, vô cùng kỳ lạ. Khi Diệp Huyên dừng lại, ông lão áo đen kia lại xuất hiện trước mặt hắn, mà lúc này, Diệp Huyên lại nở nụ cười. Ông lão áo đen đánh tới. Diệp Huyên cũng đánh một quyền ra. Thấy hành động này của Diệp Huyên, ông lão áo đen lập tức sửng sốt, trong mắt lộ vẻ khó tin, cũng không kịp rụt tay về. Oanh! Hai nắm đấm vừa chạm vào nhau. Trong nháy mắt, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, sau đó, không gian xung quanh lại chấn động rồi vỡ nát, biến thành một vùng đen kịt. Lúc này, Diệp Huyên lùi lại khoảng nghìn trượng, cùng lúc đó, cả người hắn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng hắn lại đang cười. Cười rất vui vẻ. Ngược lại, sắc mặt của ông lão áo đen lại vô cùng nặng nề. Lão ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao có thể? Lúc này, tâm trạng lão ta vô cùng phức tạp. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười hỏi, sao lại không thể chứ? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, trong mắt lóe lên sát khí. Hắn biết nếu thiếu niên trước mắt không chết, hắc ám giới nhất định sẽ đi đời. Lĩnh ngộ vượt cấp. Thật sự quá đáng sợ. Ông lão áo đen từ từ siết chặt tay phải. Trong nháy mắt, không gian xung quanh lão ta lại trở nên hư ảo. Diệp Huyên cảm nhận được sát khí của ông lão áo đen, hắn lên tiếng, rút lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, mấy người Thái Nhất lập tức xoay người bỏ chạy. Thấy Diệp Huyên bỏ chạy, ông lão áo đen sửng sốt, tên này không đánh nữa à? Lão ta chỉ sửng sốt một lúc, Diệp Huyên đã biến mất ở cuối chân trời. Ông lão áo đen cũng không đuổi theo, vì lão ta không tồn tại được bao lâu nữa, sắc mặt lão ta vô cùng khó coi. Bên dưới, thượng chủ xuất hiện trước mặt ông lão áo đen, thượng chủ trầm giọng nói, thế nào rồi? Ông lão áo đen quay đầu nhìn thượng chủ, sau đó, lão ta ngày càng mờ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tan biến.
sắc mặt thượng chủ trở nên vô cùng khó coi. Ông ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vì ông ta cảm nhận được cảm xúc của ông lão áo đen chính là sự kiêng dè. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến một ông lão phá hư cảnh phải kiêng dè như thế? Thượng chủ nhìn về phía chân trời nơi Diệp Huyên biến mất, sắc mặt càng khó coi hơn. Sau một hồi yên lặng, thượng chủ lại ngẩng đầu nhìn lên chân trời, lúc này, ông ta chỉ mong người của thượng giới có thể nhanh chóng xuống đây. Vì bây giờ hắc ám giới hoàn toàn không thể ngăn được Diệp Huyên. Thượng giới. Trong hư không vô tận, một cô gái mặc váy trắng ngự không di chuyển, nơi nàng ta đi qua, không gian đều bị xé rách. Không biết sau bao lâu, chỗ cách cô gái váy trắng khoảng nghìn trượng đột nhiên có một ông lão xuất hiện, ông lão ôm kiếm nhìn cô gái váy trắng, cuối cùng cô cùng tới, đợi cô lâu lắm rồi. Nói xong, lão ta rút kiếm chĩa thẳng vào cô gái váy trắng, nếu đỡ được một kiếm của lão phu mà không chết, lão phu sẽ cho cô đi qua. Trong vũ trụ, một ông lão đang ôm kiếm đứng, trên người ông ta không có kiếm khí, cũng chẳng có kiếm ý. Nhưng tư thế thoạt nhìn như chúa tể của vũ trụ này. Ngược lại, cô gái váy trắng lại trông có vẻ mỏng manh như một mảnh lá phập phù trên biển. Mũi kiếm trong tay ông lão chỉ vào cô gái, nào ngờ khi ông ta vừa mở miệng thì nàng đã thoát cái xuất hiện sau lưng. Đôi mắt ông ta nheo lại, tay toàn rút kiếm. Nào ngờ cô gái đã biến mất ở cuối vũ trụ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho. Cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng ông lão. Người này dám khinh thường ông ta như vậy. Thanh kiếm trong tay rời vỏ, nhưng hai mắt ông ta cũng trợn to. Một khắc sau, cổ họng ông ta nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ông lão hóa đá tại chỗ. Nàng xuất kiếm từ khi nào? Kiếm đạo này là gì? Mà ông ta không thể đón dù chỉ một kiếm. Mà ông ta không biết đối phương ra tay từ khi nào. Hàng loạt câu hỏi kéo nhau xẹt qua trong đầu, nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Ông ta cứ đứng như trời trồng giữa vũ trụ, tuy chỉ là một vết nứt nhỏ nhưng đã hoàn toàn xóa đi mọi cấp bậc, thậm chí là nhân quả trên người ông ta cũng bị chặt đứt. Và dĩ nhiên, đường luân hồi cũng không ngoại lệ. Một kiếm này không chỉ đơn giản là giết, mà còn là xóa bỏ tất cả của ông ta trên thế gian này. Một kết cục kinh khủng hơn cái chết gấp nghìn lần. Mãi cho đến lúc tan biến, ông lão kiếm tu già cỗi vẫn mang đôi mắt mịt mờ. Đó là một kiếm như thế nào? Chấm chấm chấm. Cuối vũ trụ, cô gái váy trắng xé toạc không gian. Gương mặt nàng hờ hững, không một chút cảm xúc, tựa như chỉ là một sát thủ vô tình. Chỉ chốc lát sau, nàng đã biến mất giữa những vì sao. Chấm chấm chấm. Vu tộc. Vừa trở lại Vu Thành. Diệp Huyên đã lập tức bế quan. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng, hai mắt nhắm lại, trong đầu chỉ có hình ảnh về lần giao thủ giữa hắn và ông lão áo đen. Diệp Huyên biết, đây là cơ hội của hắn để đến phá hư cảnh. Lĩnh ngộ vượt cấp tuy nghe rất hoang đường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Phải có ước mơ, phải có dũng khí. Chấm chấm chấm. Từ ngoài cửa, A Mục nhòm vào phòng Diệp Huyên với vẻ tò mò tràn ngập. Hắn tuy bị thương mà về, nhưng lại trông sung sướng vô cùng. Đúng lúc ấy, thần sư bỗng xuất hiện bên cạnh A Mục, cũng ghé mắt nhìn vào, hắn ta đang làm gì vậy? A Mục khẽ đáp, hình như là sắp đột phá. Thần sư trợn mắt, lại đột phá. A Mục gật đầu, lợi hại không? Thần sư! A Mục quay sang hỏi A Thiến, có chuyện gì không? A Thiến gật đầu, ta muốn thương lượng vài chuyện cùng hắn. A Mục hỏi, là chuyện gì? A Thiến khẽ đáp, đợi hắn ra đã. A Mục gật đầu, tình hình thiên tộc thế nào? Đa phần vẫn còn chữa thương, cũng may còn có tử khí của hắn, bằng không e rằng khó mà khôi phục trong thời gian ngắn. A Thiến đáp rồi nhìn A Mục, đã có người thượng giới nhúng tay vào, thiên đạo cũng đang quan sát. Ta thấy chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được, mà phải làm gì đó. A Mục chớp mắt, nhưng làm gì mới được? A Thiến suy nghĩ một hồi rồi nói, bằng không chúng ta dọn đến kiếm tông đi. Lần trước không phải tên kiếm tu kia mời chúng ta đến làm khách sao?
Ta thấy chúng ta đi chơi một chuyến cũng được. A Mục hạ giọng, nhưng mà hắn không cho biết địa chỉ. A Thiến chớp mắt, ừ nhỉ, hắn không nói địa chỉ, rồi lại bảo chúng ta đến chơi. Cả hai. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong phòng, đã tiến vào nhập định. Chừng hai tiếng sau, hai mắt hắn mở bừng ra, vươn chân đứng dậy. Hắn thi triển kiếm vực rồi chậm rãi nắm tay phải lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không gian trong kiếm vực nhòe đi. Thấy vậy, Diệp Huyên hưng phấn không thôi. Hắn đã đến được phá hư rồi. Tuy là trước mắt vẫn còn phải mượn kiếm vực, bằng không thì không thể tiến vào trạng thái ấy. Nghiêm túc mà nói thì hắn không phải cường giả phá hư cảnh, nhưng lại có năng lực của phá hư cảnh. Diệp Huyên bật cười, đoạn rời khỏi phòng, nhìn thấy hai cô gái đã đợi hắn từ lâu. Diệp Huyên chào hỏi A Thiến, thần sư. A Thiến khẽ gật đầu rồi quan sát hắn. Hắn cười, xem như vậy, thu hoạch không nhỏ chút nào. A Thiến nhoẻn cười, chúc mừng ngươi. Diệp Huyên cong môi, đoạn hỏi, thần sư đến đây là có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, ta muốn cùng ngươi thảo luận về con đường tương lai của chúng ta. Trước khi Diệp Huyên kịp nói chuyện, dị thú kinh bỗng xuất hiện. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta nói, các ngươi nói đi, ta nghe. A Thiến khẽ nói, người thượng giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hiện họ không ra tay là vì đã ăn quả đắng hai lần, tất cũng biết khôn lên. Nhưng lần tiếp theo, họ chắc chắn sẽ chuẩn bị vẹn toàn. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng từ trước đó. Diệp Huyên đồng tình, vấn đề hiện nay là chúng ta không biết họ ở đâu. A Thiến, tiểu đạo biết. Người vừa được nhắc đến xuất hiện, đưa mắt nhìn bọn họ, các ngươi đừng nghĩ đến việc phản công. Nơi đó của họ không phải chỗ các ngươi có thể đi vào lúc này. Diệp Huyên khẽ cau mày, vậy vì sao họ có thể xuống đây? Tiểu đạo hờ hững, ngươi có thấy bọn họ xuống bao giờ sao? Ít nhất vào thời điểm này, bọn họ chưa từng thật sự xuống nơi này. Diệp Huyên bỗng hỏi, vì không thể ư? Tiểu đạo lắc đầu, họ có thể, nhưng sẽ phải trả cái giá rất đắt, một trong đó là bị áp chế cảnh giới. Diệp Huyên có phần khó hiểu, vì sao lại vậy? Tiểu đạo cười nói, quy luật của vũ trụ thôi. Ở nơi này, có một ít quy tắc ngầm không thể chống lại. Diệp Huyên, quy luật vũ trụ, là ai tạo ra? Tiểu đạo bỗng nói, dừng lại, ta không chịu nổi. Diệp Huyên. Nàng ta lắc đầu, quy luật vũ trụ không phải do ai đặt ra, mà bản thân chúng vốn đã tồn tại. Tựa như thế giới này có mưa có gió, có đêm có ngày, có bốn mùa. Đó chính là quy luật vũ trụ. Nơi này và ở trên cũng đều có quy luật, liệu chúng do ai tạo ra hay tự nhiên đã tồn tại thì ta chưa nghiên cứu. Liệu ngươi sẽ tự hỏi vì sao lại có ban ngày và ban đêm sao? Diệp Huyên lắc đầu, ai lại ăn no rừng mỡ mà đi nghiên cứu những thứ này? Tiểu đạo bỗng nói, nhưng tiên tri lại làm vậy, hơn nữa còn nghiên cứu đến thấu triệt. Diệp Huyên khó hiểu, hắn làm vậy để làm gì? Tiểu đạo, theo lời của hắn thì là để theo đuổi chân lý. Diệp Huyên cau mày, chân lý. Tiểu đạo gật đầu. Nghiêm túc mà nói thì hắn là một học giả. Diệp Huyên còn muốn hỏi tiếp thì bị tiểu đạo liếc xéo, hỏi trọng điểm. Hắn cười cười, tiểu đạo cô nương vừa nói người thượng giới đến đây sẽ bị áp chế cảnh giới. Tiểu đạo gật đầu, người càng mạnh sẽ bị áp chế càng nhiều, đó cũng là lý do vì sao họ không tự thân xuống đây mà lại lợi dụng người ở thế giới này để đối phó các ngươi. Không phải họ không muốn, mà là họ ngại cái giá phải trả. Nhưng nếu họ không từ bỏ thư phòng của ngươi thì sẽ không dừng lại. Diệp Huyên khẽ nói cách khác, họ sẽ tiếp tục phái người xuống ư. Tiểu đạo gật đầu, kết quả xấu nhất là tự thân họ xuất chinh. Nếu họ có trong tay những biện pháp đặc biệt để không bị áp chế cảnh giới, thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gằn giọng, thực lực của chúng ta và phía trên có chênh lệch nhiều lắm sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải, nơi ở của họ cũng chẳng có gì khác biệt so với nơi này, ta đang nói về phương diện văn minh võ đạo. Thấy hắn sửng sốt, nàng ta tiếp lời. Nhưng họ lại rất đông, lại chia thành từng thế lực khổng lồ khác nhau.
lấy thực lực của các ngươi đặt ở trên đó thì đúng là không đáng để chú ý. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tiểu đạo cô nương dường như rất hiểu biết về thượng giới. Tiểu đạo hờ hững, đúng vậy, có vấn đề gì không? Diệp Huyên chớp mắt, cô cũng đến từ nơi đó ư? Tiểu đạo liếc sang, còn câu hỏi nào khác không? Diệp Huyên. A Mục nhìn Diệp Huyên rồi hỏi, tiểu đạo cô nương có đề nghị gì không? Sau một thoáng im lặng, tiểu đạo nói, hiện nay có ba điều mà các ngươi phải lo lắng. Thứ nhất, họ không tiếc bất cứ giá nào để phái cường giả xuống, liều chết cùng các ngươi. Nếu làm vậy, bọn họ cũng sẽ chịu thiệt, nhưng các ngươi mới bị ảnh hưởng nhất. Thứ hai, họ liên thủ lũ âm linh đang bị kiếm tông trấn áp. Không, bọn họ chắc chắn đã liên thủ rồi. Kiếm tông mạnh thì rất mạnh, nhưng nếu thượng giới bắt tay cùng âm linh, ngay cả họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi tông chủ không có mặt. Diệp Huyên khẽ cau mày, âm linh mạnh đến vậy sao? Tiểu đạo nhàn nhạt hỏi, người nói thử xem, nếu không mạnh thì kiếm tông cần gì phải trấn áp suốt ngần ấy năm? Chúng đáng sợ nhất ở chỗ có thể biến vạn vật sinh linh thành âm linh. Chỉ cần tiếp xúc là sẽ trở thành một phần của chúng. Có thể nói, chỉ có những người từ luân hồi cảnh mới chống lại được chúng, còn dưới đó thì không thể dù chỉ một chút. A Mục khẽ nhíu mày, mạnh đến vậy ư? Tiểu đạo gật đầu, sức mạnh không hề tầm thường chút nào. Năng lực của bọn âm linh đó thật sự rất khủng khiếp. Ta cho cô hay, đừng nói ở nơi này, ngay cả thượng giới cũng không thể chống lại âm linh. Mặc kệ là chủng tộc hay sinh linh gì đều sẽ bị biến thành một phần của chúng. Những lời này khiến gương mặt những người khác đanh lại. Đâu chỉ là kinh khủng, năng lực này phải gọi là biến thái mới đúng. Không cần nghĩ cũng biết, nếu âm linh tràn vào vũ trụ này thì tất cả đều tiêu tùng. Bằng không thì họ biết làm gì để ngăn cản đây? Bỗng A Thiến hỏi, vì sao kiếm tông có thể ngăn chúng lại? Tiểu đạo im lặng trong một thoáng rồi nói, bởi vì tông chủ của họ rất mạnh. Ban đầu, chỉ một mình y đã giết ít nhất 10 triệu âm linh, khiến toàn bộ âm linh tộc phải dừng bước, tộc trưởng âm linh năm đó còn bị chém chết. Một chút gợn sóng dâng lên trong mắt khi nàng ta nhớ lại chuyện xưa, trận chiến ấy là lần đầu tiên âm linh tộc nếm mùi thất bại. Dưới ánh mắt của người đó, chúng phải ngoan ngoãn cúp đuôi rời khỏi vũ trụ này, không dám vãi lại một giọt. Nhưng, người đàn ông đó hiện nay đã không còn ở thế giới này nữa. Diệp Huyên đương nhiên biết về người đàn ông áo xanh ấy, nhưng lại không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nhưng hẳn là cùng cấp bậc với cô gái váy trắng. Hơn nữa, cảm giác mà người này mang lại cho hắn cũng vô cùng kỳ quái, tựa như thân nhân vậy. Làm hắn không khỏi cảm thấy hoang đường. Bỗng A Mục lên tiếng, vì sao y không trực tiếp tiêu diệt lũ âm linh ấy? Diệp Huyên cũng gật đầu, đúng vậy, y có khả năng ấy mà, đúng không? Tiểu đạo chỉ cười, y có, nhưng khi ấy âm linh tộc lại lựa chọn rút quân chứ không liều chết đến cùng với y. Chúng nó lui về âm linh giới, một nơi rộng lớn vô cùng, lại cũng rất đặc biệt, người thường không thể tiến vào. Bởi vì nó không có linh khí, chỉ có tử khí và âm khí trùng trùng. Không gian nơi ấy khác với thế giới bên ngoài, tựa như một vũ trụ đa duy vậy, người đặt chân vào sẽ lạc lối ngay. Có thể nói ngay cả cường giả phá hư cảnh vào rồi cũng khó mà thoát đi. Nàng ta dừng một chút rồi tiếp lời, đây cũng là chỗ đáng sợ của âm linh, đánh không lại có thể rút, mà đã rút thì người khác không thể đuổi theo. Vì vậy, chúng mới không có khắc tinh tự cổ chí kim. Trừ kiếm tông. Thật ra nếu không có tông chủ kiếm tông năm ấy một mình một ngựa đả thương chúng, thì lấy sức mạnh của bọn họ cũng chỉ có thể tự vệ chứ không thể ngăn cản âm linh. A Thiến bỗng hỏi, chúng từ đâu mà đến? Tiểu đạo cười với nàng ta, câu hỏi rất hay. Ta đã từng điều tra về chúng, biết được âm linh tộc không đến từ vũ trụ này hay thượng giới, mà từ một nơi khác. A Mục, là nơi nào? Cô nói rõ ra chút đi. Tiểu đạo lại lắc đầu, cô cũng bắt đầu thành trẻ con tò mò rồi đấy. A Mục. Sau một thoáng lặng im, tiểu đạo đáp, cũng được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi nghe vài điều ta biết về vũ trụ này. Thật ra nó vốn không có tam tứ ngũ duy gì cả, tất cả sinh linh đều thuộc về một vũ trụ duy nhất. Nhưng nơi ở của họ lại không trùng với nhau, vì vậy mới có việc phân chia vũ trụ. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, vũ trụ ra đời cách nào?
Thấy tiểu đạo nhìn sang, hắn chần chừ vài giây rồi hỏi tiếp, còn sinh mệnh nữa, sinh mệnh đầu tiên đã hình thành bằng cách nào? Vì sao ngôi sao lại sáng? Vì sao? Một cú đấm bỗng bay vút ra từ vị trí tiểu đạo, nện cho Diệp Huyên bay đi hơn trăm trượng với một tiếng huỳnh. Khi dừng lại, không gian phía sau hắn vỡ ra. Hai cô gái còn lại không khỏi lắc đầu. Bỗng dưng lại hỏi những câu này, hắn điên rồi hay sao? Nhưng thật ra các nàng cũng có chút tò mò, muốn biết vũ trụ đã thành hình thế nào, sinh mệnh đã xuất hiện ra sao. Nhưng các nàng sẽ không hỏi đâu. Nơi xa, Diệp Huyên không khỏi xoa ngực, cảm thán tiểu đạo thật sự là bạo lực quá, hở tí thôi là lại ra tay đánh người. Tiểu đạo lườm hắn, những điều ngươi hỏi, ta chưa từng nghiên cứu nhưng tiên tri thì có lẽ trong thư phòng sẽ có câu trả lời, ngày sau ngươi có thể tự đọc khi mở nó ra. Và ta không phải cái gì cũng biết, rõ chưa? Diệp Huyên cười làm lành, biết rồi. Tiểu đạo hít vào một hơi thật sâu, áp lại ngọn lửa trong lòng, tránh ra tay đập chết cái tên này. A Mục lặng lẽ đi đến kéo tay nàng ta, cười nói, tiểu đạo cô nương đừng giận, chúng ta tiếp tục nói về vũ trụ này đi. Tiểu đạo trầm ngâm một hồi rồi nói, nghiêm túc mà nói thì thượng giới cũng không phải lục duy, mà thuộc về một điểm nằm giữa ranh giới giữa lục duy và ngũ duy. Nhưng họ có liên quan đến lục duy, bởi nhóm người đầu tiên ở thượng giới chính là những người bị lục duy trục xuất. A Mục khẽ cau mày, trục xuất. Tiểu đạo gật đầu. A Thiến hỏi, vì sao? Tiểu đạo khẽ đáp, về việc này thì phải nói đến chế độ của lục duy. Ở nơi ấy không có ngũ duy kiếp, vì sao? Bởi vì người ở đó bảo vệ vũ trụ của họ rất tốt, nghiêm cẩn khống chế số người tu luyện lẫn dân số. Dân số nơi đó còn không bằng một phần ngàn vạn nơi này, mà lại không phải ai cũng có thể tu luyện. Chỉ những người có thiên phú cực cao, hoặc nghị lực và tâm tính ưu việt mới có thể. Còn lại những người không có thiên phú, không biết nỗ lực thì chỉ sống tối đa 6-70 năm là sẽ chết đi. Hơn nữa, vì họ không thể tu luyện nên cũng không thể phá vỡ linh khí, không gây ra tổn thương đáng kể gì cho vũ trụ ấy. Còn có thể làm vậy nữa sao? Những người khác không khỏi lộ vẻ chấn động. Dị thú kinh bỗng hỏi, vậy mà không có ai phản kháng. Tiểu đạo nhìn sang, phản bằng cách nào? Những người mạnh nhất đã bắt tay thiết lập một chế độ trật tự, người ở dưới làm sao để chống lại? Lấy gì để chống lại? Những ai có năng lực thì đều gia nhập chế độ trật tự đó rồi. Chỉ có như vậy, vũ trụ của họ mới có thể trường tồn vĩnh cửu. Ngoài ra, bọn họ còn rất nhiều phương pháp bảo vệ khác, tỉ như ở đó có một thế lực mang tên Liên Hiệp Điện, do vô số những thế lực cao cấp liên minh lại với nhau mà thành. Thành viên của nó đều là những siêu cường giả, siêu mạnh ấy. Họ tuy bị các thế lực lớn quản thúc nhưng lại không nghe lệnh bất kỳ thế lực riêng lẻ nào. Mà chức trách của họ chính là bảo vệ vũ trụ lục duy. Nàng ta dừng lại một chút rồi tiếp lời, Liên Hiệp Điện sẽ liên tục tuần tra quanh vũ trụ lục duy. Ngoại trừ tu luyện, họ không cho phép ai sử dụng linh khí với quy mô lớn, lại càng không thể phá hỏng đất trời. Nếu muốn đánh nhau, họ có chiến trường đặc biệt dành riêng cho việc này. Các cường giả đạt đến trình độ nhất định mà muốn tỉ thí với nhau thì buộc phải đi vào đó, bằng không nếu bị phát hiện thì Liên Hiệp Điện có quyền tiền trảm hậu tấu. Liên Hiệp Điện phân ra làm Văn Điện và Võ Điện, cái sau phụ trách chấp pháp, cái trước phụ trách tu bổ và cân bằng. A Mục khẽ cau mày, tu bổ và cân bằng là gì? Tiểu đạo, những người ở Văn Điện mới thật sự là đáng sợ. Bọn họ đều là học giả, thực lực có thể không mạnh nhưng trong đầu lại chứa đầy tri thức. Ban đầu ta còn tự hỏi tiên tri có thuộc về Văn Điện hay không, nhưng sau đó ngẫm lại thì hẳn không phải. Diệp Huyên, vì sao? Tiểu đạo, vì hắn còn đáng sợ hơn Văn Điện ít nhất là 10 lần. Thấy Diệp Huyên đang muốn mở miệng, nàng ta chặn trước, trở lại vấn đề chính. Chức trách của Văn Điện là tu bổ và cân bằng. Có một vài nơi vì nguyên nhân tự nhiên mà linh khí trở nên mỏng đi, họ sẽ đến đó để tu bổ nó lại. Ngoài ra, họ còn có rất nhiều chuyên gia về trận pháp, đã dựng nên rất nhiều trận pháp dùng để bảo vệ linh khí khắp vũ trụ. Lấy ví dụ về linh khí ở Vu Thành đi, dưới hoàn cảnh bình thường sẽ chỉ sử dụng được trong 10 năm, nhưng khi có trận pháp và được sử dụng có chừng mực, thời hạn có thể kéo dài đến 50 năm. Nhóm Diệp Huyên không khỏi rúng động. Tiểu đạo nói tiếp,
ở nơi đó cũng có một luật lệ vô cùng hà khắc, không một ai được làm hại đến thiên địa chi linh. Nếu có kẻ dám cả gan làm vậy sẽ phải chịu hình phạt vô cùng tàn khốc, cuối cùng sẽ bị tống vào chiếu ngục, trọn đời chịu nỗi đau nghiệp hỏa thiêu đốt. A Mục không khỏi hỏi, địa vị của linh ở thế giới đó cao đến vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, rất cao là đằng khác, đến mức đáng sợ. Bởi vì thiên địa chi linh có thể hình thành linh khí, bồi bổ đất trời. Có thể nói, nếu không có thiên địa chi linh, việc cân bằng và duy trì linh khí là bất khả thi. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, nếu nhóc con màu trắng đến lục duy thì sẽ được xem là thần mà cung phụng. Bởi theo ta được biết, ở vũ trụ của họ không có lấy một linh tổ nào, nên bọn họ đang dùng hết toàn lực đi tìm. Tác dụng của linh tổ mang đến là không thể cân đong đo đếm, đặc biệt là nhóc con kia lại còn không phải linh tổ tầm thường. Năng lực của nó đã biến dị, ngay cả nơi ta ở trước kia cũng chưa từng gặp. Nhưng lục duy tốt nhất đừng nên nảy sinh ý định với nhóc đó, bởi người bên cạnh nhóc dư sức đập tan bọn họ. Diệp Huyên bỗng hỏi, tiểu đạo cô nương, nơi cô ở trước đây là nơi nào? Những người còn lại cũng hướng mắt nhìn tiểu đạo, hiển nhiên ai cũng vô cùng tò mò về lai lịch người này. Chỉ nghe nàng ta nhàn nhạt đáp, ta đến từ một nơi xa xưa khác. Diệp Huyên chớp mắt, là nơi xa xưa nào cơ? Tiểu đạo liếc hắn, hỏi nhiều thế làm gì? Có liên quan đến ngươi sao? Diệp Huyên. Thấy tâm tình tiểu đạo có chút biến hóa, A Mục thốt lên, nào nào, chúng ta nói chuyện lục duy tiếp thôi. Tiểu đạo trầm ngâm một hồi rồi lại kể, lục duy rất xem trọng mảnh đất trời của mình, đặc biệt là Liên Hiệp Điện. Tính kiêm dung của họ rất cao, bên trong không chỉ có nhân tộc mà còn nhiều sinh linh khác, như yêu linh cũng có thể gia nhập. Điều kiện tiên quyết là năng lực, chỉ cần có nó và thực lực, bọn họ sẽ chào mừng ngươi. A Mục khẽ nói vậy, vũ trụ lục duy tốt hơn chúng ta rất nhiều sao? Tiểu đạo, không phải tốt hơn nhiều mà là nơi này không thể nào so sánh với họ, sẽ chẳng khác gì vùng man di mọi dợ vậy. A Thiến bỗng hỏi, tiểu đạo cô nương vừa nói người thượng giới chính là người lục duy bị trục xuất. Tiểu đạo, phải. A Thiến ra chiều khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười, nơi có người ắt có lợi ích ắt có tranh chấp. Lục duy cũng không phải nơi tất cả đều yên bình hài hòa, mà nội bộ họ cũng xảy ra vấn đề. Năm ấy đã có chuyện nghiêm trọng phát sinh, khi hai thế lực này sinh quan niệm đối lập, cuối cùng lao vào đánh nhau. Việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn với Lục Duy, bởi vì nội bộ Liên Hiệp Điện lục tục xuất hiện bất đồng. Hai bên tranh đấu một hồi, bên thua bị trục xuất, đến hạ giới tìm cách sống qua ngày. Đến đây, những người khác cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Diệp Huyên cũng xem như hiểu rõ mọi ngóc ngách của vấn đề. Kẻ địch của hắn không phải toàn bộ vũ trụ Lục Duy, mà chính là thượng giới. A Mục bỗng hỏi, mục tiêu của chúng là thư phòng, phải không? Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, nơi duy nhất nó từng xuất hiện chính là ở Lục Duy. A Mục, tiên tri cũng đến từ Lục Duy sao? Tiểu đạo mở tay ra, điều này ta cũng không dám khẳng định. Khi thư phòng xuất hiện ở Lục Duy thì ta đã ở đây rồi, cũng chưa từng tìm hiểu. A Mục im lặng. Đến lượt Diệp Huyên hỏi, tiểu đạo cô nương. Theo cô thì bên trong thư phòng chứa những gì? Sau một hồi im lặng, tiểu đạo đáp, thượng giới liều mạng muốn cướp nó đến vậy, chứng tỏ bên trong có thứ gì có vô cùng quan trọng với chúng. Mà một khi đã quan trọng với chúng thì có thể cũng sẽ quan trọng với Lục Duy. Những lời này khiến Diệp Huyên đanh mặt lại. Vậy chẳng khác nào đang nói Lục Duy cũng có thể trở thành kẻ thù với hắn. Tiểu đạo lại nói, nhưng việc trước mắt là phải giải quyết thượng giới đã. Để đối phó ngươi mà chúng không tiếc giá nào, còn liên thủ với bọn âm linh. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. A Mục hạ giọng hỏi, tiểu đạo cô nương, còn bọn âm linh đó từ đâu mà đến? Tiểu đạo suy nghĩ một phen, chúng cũng bị trục xuất. Những người còn lại. Tiểu đạo nhỏ nhẹ kể, chúng đến từ một nơi xa xôi vô cùng, còn xa hơn cả Lục Duy nữa. Chúng hệt như loài châu chấu, đi đến đâu không còn một ngọn cỏ đến đấy. Hơn nữa, phương pháp tu luyện của chúng cũng kỳ lạ vô cùng, không cần linh khí, mà phát triển và trưởng thành thông qua tranh cướp. Chính vì vậy mà chúng mới có thể chiếm tu vi người khác rồi biến thành của mình, kinh khủng vô cùng.
Nếu không nhờ kiếm tông ngăn cản chúng vào những ngày đầu, hẳn vũ trụ này đã bị xóa sổ rồi. Diệp Huyên, thiên đạo có biết việc này không? Tiểu đạo gật đầu, biết chứ, đây là lý do nàng ta muốn giữ cô gái váy trắng kia ở lại. Bởi vì chỉ cần nàng đặt chân ở vũ trụ này, cả thượng giới lẫn âm linh đều phải dè chừng. Nhưng một khi nàng đi rồi, bọn chúng sẽ không còn e ngại gì nữa. Lại là cô gái váy trắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, không biết giờ nàng ấy đã đi đến đâu rồi. Tiểu đạo tiếp tục, mục đích hiện tại của ngươi và thiên đạo giống nhau, nên nàng ta mới ra tay giúp đỡ ngươi nhiều lần như vậy. Có thể nói là vừa giúp đỡ, vừa lợi dụng ngươi. Diệp Huyên khẽ nói, vậy có phải ta cũng có thể lợi dụng ngược lại hay không? Tiểu đạo liếc hắn, chỉ cần ngươi có năng lực thì được thôi, nàng ta cũng không phải hạng chơi thua không chịu nhận. Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. A Thiến bỗng lên tiếng, vậy chúng ta có thể đi lục duy được không? Dưới ánh mắt của những người khác, nàng ta chần chừ một hồi rồi nói, ta cảm thấy nơi ấy tốt hơn. Tiểu đạo khẽ nói, quả thật là rất tốt, nhưng các ngươi không thể đi được. Nói đúng hơn là, bọn chúng sẽ không để cho các ngươi đi. Bởi vì các ngươi sẽ không tuân theo quy luật nơi ấy. Tỷ như thiên tộc các ngươi, nếu đến đó thì vô số tộc nhân sẽ bị phế tu vi, không được phép tu luyện, chỉ có thể chết già. Ngươi nghĩ xem bọn họ có bằng lòng không? A Thiến không nói gì. Từ bỏ tu vi, không thể tu luyện, hai việc này với họ còn tàn nhẫn hơn bị giết sạch nữa. Tiểu đạo, nơi này là nhà của các ngươi, đừng nghĩ đến việc phá hỏng nó rồi tìm nơi khác. Có lẽ sẽ có một ngôi nhà khác tốt hơn, nhưng nó vẫn là của người khác. Thay vì vậy, tại sao không bảo vệ những gì đang có trong tay? A Thiến khẽ cất giọng, tiểu đạo cô nương nói rất phải, để thay đổi. Khó khăn biết nhường nào. Tiểu đạo cười, bây giờ ngươi đã hiểu tiên tri đã phải gánh vác bao nhiêu khó nhọc chưa? Bởi vì hắn muốn thay đổi, chỉ thử một chút thôi đã khó như lên trời rồi, không phải chỉ có sức mạnh cường đại là có thể hoàn thành. Nếu các ngươi cũng muốn thay đổi như vậy, toàn bộ vũ trụ ngũ duy sẽ phản đối, trở thành đối thủ của các ngươi. A Mục bỗng hỏi, vậy làm sao mà lục duy lại thành công? Tiểu đạo nhìn nàng ta, đổ máu, máu của biết bao nhiêu thời đại. Hơn nữa, bọn họ còn có một người dẫn lối vô cùng mạnh mẽ, đã thành lập nên chế độ này trên thi thể của vô số người đời trước. Nàng ta dừng lại một thoáng, chính xác hơn là hai người ở hai thời đại khác nhau. Một người thắp lên mồi lửa, mang đến ánh sáng của hy vọng, người còn lại dẫn lửa cháy lan đi. Nơi này lại không thể bắt chước hành động của họ, ít nhất là vào thời điểm này. Diệp Huyên gật đầu, cũng cho rằng điều này có chút phi thực tế. Muốn thay đổi, nhưng ai lại bằng lòng từ bỏ tu vi cả đời mình? Ai bằng lòng dừng việc tu luyện, trở thành một người phàm theo vòng xoay sinh lão bệnh tử? Không ai cả. Nếu bọn họ muốn noi theo con đường này, chẳng khác nào tự đặt mình vào bên kia chiến tuyến với những người tu luyện trên khắp vũ trụ ngũ duy. Bỗng nhiên, tiểu đạo quay lại nhìn về phía chân trời, ánh mắt như xuyên thủng tinh không. Một chốc sau, nàng ta khẽ cất giọng, A-la sắp đột phá rồi, sẽ là cường giả phá hư cảnh đầu tiên của Hàn Võ Kỷ sao? A-la đột phá. Những người còn lại nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó lập tức biến mất. Gấp gáp chạy đến Đại Hoang Quốc. A-la đột phá là chuyện lớn. Còn lại tiểu đạo vẫn nhìn về chân trời với chút âu lo trong mắt. Nếu không bị thượng giới ngăn cản, A-la có lẽ sẽ thật sự đạt đến phá hư cảnh. Người như nàng ta đạt đến cảnh giới ấy thì cũng không đơn giản là phá hư cảnh bình thường, mà khi ấy, dõi mắt nhìn khắp vũ trụ này, chỉ có thiên đạo là có thể cản bước nàng ta. Ngay cả bản thân tiểu đạo cũng không đánh lại. Thứ nhất là sức mạnh của nàng chưa khôi phục, thứ hai là trong tình hình hiện tại thì nàng cũng không ngăn cản được một A-la ở phá hư cảnh. Chỉ có thiên đạo mới có khả năng đó. Sau khi cô gái váy trắng rời đi, người sở hữu chiến lực cao nhất ngũ duy này, có thể nói chính là thiên đạo. Mà nàng ta mạnh đến đâu, trình độ đạt đến mức nào, thì vẫn là một điều không ai biết. Tiểu đạo thu lại dòng suy nghĩ, nhìn về cuối chân trời. A-la! Một siêu kiếm tu phá hư cảnh, chiến lực ấy ở thượng giới tuy không dám chắc vô địch, nhưng cũng tuyệt đối đứng đầu.
thượng giới thật sự sẽ để nàng ta yên ổn đột phá ư? Sau một hồi lâu im lặng, tiểu đạo rời đi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, có một cô gái đang chậm rãi rảo bước với một con cá vàng nướng khét trong tay. Cô gái này chính là Thiên Đạo. Bỗng nhiên, nàng ta dừng bước, xoay người lại. Một hồi sau, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi nàng ta, sắp đột phá rồi sao? Thiên Đạo khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi. Bước chân của nàng mang theo nhịp điệu, con cá trong tay vung vẩy tới lui, trông như một cô gái đầy lòng hiếu kỳ hơn là Thiên Đạo. Chỉ trong chốc lát, nàng ta đã biến mất cuối vũ trụ. Chấm chấm chấm. Đại Hoang Quốc. Khi thấy nhóm Diệp Huyên đến, quốc chủ nơi này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quá trình đột phá của A-La đã đến thời điểm mấu chốt, nếu có ai đến quấy rầy thì bọn họ không thể ngăn cản được. Cũng may có Diệp Huyên mang các cường giả đến đây. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo cách đó không xa, còn cần khoảng bao lâu nữa? Tiểu đạo nhìn về nơi A-La đang ở, nói, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày ư? Diệp Huyên nhìn lên chân trời. 3 ngày, thượng giới liệu có cho họ thời gian này không? Không. Chúng tuyệt đối sẽ không để A-La vượt qua 3 ngày này bình yên. Hắn đưa tay ra, một lá bùa truyền âm lập tức biến mất. Cho dù thế nào đi nữa, hắn phải chuẩn bị vẹn toàn. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, một lão già với thân hình mờ ảo nhìn xuống. Ánh mắt lão xuyên thủng màn sao, nhìn khắp Đại Hoang Quốc, dừng lại ở vị trí của A-La. Lão đã cảm nhận được khí tức kiếm đạo cực kỳ hùng mạnh đang dâng lên. Về nữ kiếm tu tên A-La này, thượng giới cũng biết vài điều về nàng ta. Hiện nay nàng ta chỉ mới đến chủ tế cảnh nhưng sức mạnh đã vô cùng kinh khủng, nếu tiếp tục đột phá. Nghĩ đến đây, đôi mày lão già nhíu lại thật chặt. Cho dù thế nào cũng không thể để A-La đột phá. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh lão. Không ai khác ngoài thượng chủ Hắc Ám Giới. Lão già nhìn thượng chủ, chỉ thấy ông ta cũng đang dõi nhìn bên dưới kế hoạch thế nào. Lão già cười, tất nhiên là không để cho ả đột phá, bằng không sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Thượng chủ chỉ xuống, tiểu đạo cũng có mặt, chỉ một mình nàng ta có thể ngăn lại vô số cường giả. Lão già, còn phải xem là cường giả thế nào. Thượng chủ, Hắc Ám Giới ta không thể vượt qua nàng ta. Ông ta cuối cùng cũng biết khôn, không đi làm tốt thí cho kẻ khác nữa. Lão già cười, người đứng nhìn là được rồi. Thượng chủ chỉ nhìn lão chăm chú, không nói lời nào. Chấm chấm chấm. Nơi Đại Hoang Quốc, khí tức dâng lên từ vị trí A-La càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí còn kèm theo khí tức kiếm đạo. Ánh mắt của toàn bộ cường giả Đại Hoang Quốc đều đang đổ dồn vào nơi này. A-La là niềm kiêu hãnh của Đại Hoang Quốc, của Hàn Võ Kỷ. Hiện nay, nàng ta sắp đột phá rồi. Thời gian từng chút qua đi, chừng 2 ngày sau, khí tức từ vị trí của A-La đã vô cùng mạnh mẽ. Lan tràn đến tận trời cao khiến vũ trụ cũng chấn động. A Mục xuất hiện bên người Diệp Huyên, ngẩng đầu nhìn lên cao, khẽ nói, ngũ duy kiếp sắp đến. Diệp Huyên cười cười, đừng sợ, đến lúc ấy nếu chịu không nổi nữa, ta sẽ thả cô vào tháp. Ở trong đó kiên cố vô cùng, chắc chắn có thể ngăn ngũ duy kiếp. A Mục mở to mắt, có thể thật sao? Hắn gật đầu, thật. A Mục lại lắc đầu, nhưng ta còn tộc nhân. Ta phải ở lại cùng họ. Hai chữ tộc nhân khiến Diệp Huyên im lặng. Tháp của hắn không có khả năng chứa nhiều người như vậy. Hắn bèn quay đầu nhìn về chân trời. Nhắc đến tòa tháp, hắn bỗng nhớ đến hai người Liên Thiển và Viêm Già. Hai người họ nói lên đường đi tìm đạo tắc, nhưng bây giờ lại không có chút tin tức gì. Đừng nói là lạc đường rồi chứ. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên. Lão ta cũng đang nhìn hắn, nở nụ cười, giao nộp thư phòng, chúng ta sẽ rời đi, không quấy rầy thế giới của các ngươi. Chúng ta nói được làm được. Diệp Huyên xòe tay ra, để thư phòng Vạn Duy xuất hiện trước mặt lão, cười nói. Các ngươi cầm đi, ta không cần. Những người khác,
Tiểu Đạo không khỏi nhìn hắn một cái, biết ngay người này lại bắt đầu chơi chiêu. Diệp Huyên giống một người có thể chịu thiệt sao? Không giống. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, trong lòng hơi tò mò, tên này đang có ý đồ gì vậy? Lúc nhìn thấy thư phòng, ông lão ở phía chân trời cũng sửng sốt. Tình tiết thế này không giống những gì lão ta nghĩ lắm. Có chút không chân thực. Ông lão không lấy thư phòng đi mà nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, ông không lấy à? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì đấy? Diệp Huyên lắc đầu, rốt cuộc các ông muốn thế nào? Không phải ông bảo ta đưa nó ra à? Bây giờ ta đưa ra rồi ông lại hỏi ta giở trò gì? Ta không đưa ông lại muốn đánh ta thật là khổ quá mà. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không lấy đi thư phòng kia. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện này có gì đó là lạ. Lúc này, thượng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông lão, ông ta nhìn ông lão, sau đó nói, nếu hắn đã đưa ra, vì sao chúng ta lại không lấy? Nói xong, ông ta lập tức thu lấy thư phòng, nhưng ông ta vẫn vô cùng đề phòng. Rõ ràng là sợ Diệp Huyên giở trò gì đó. Nhưng Diệp Huyên lại không làm gì cả. Thượng chủ cất thư phòng kia đi, sau khi xác nhận không có chuyện ngoài ý muốn gì diễn ra, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, còn tiểu tháp kia nữa. Diệp Huyên cười khẽ, búng ta một cái, tháp giới ngục bay đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ híp mắt, lập tức cất tháp giới ngục đi. Vẫn không có gì khác thường cả. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên cười nói, đã đưa cho các người rồi. Thượng chủ đột nhiên quay đầu nhìn ông lão, ra tay. Ông lão híp mắt, không trả lời. Thượng chủ lạnh lùng nói, thiên phú của tên này đáng sợ như thế, chẳng lẽ mọi người không sợ sao? Cả A-la kia nữa. Một khi cô gái này đột phá, thử hỏi, các người còn chắc chắn có thể giết chết nàng ta chứ? Cho dù có thì cũng phải trả giá bao nhiêu? Ông lão yên lặng, lão ta đang do dự. Diệp Huyên, A-la, hai người này có thể tạo thành uy hiếp vô cùng lớn với bọn họ, đặc biệt là A-la, một khi người phụ nữ này đột phá, sức uy hiếp chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, trong mắt ông lão hiện lên sát khí. Lúc này, thượng chủ lại nói, Diệp Huyên chủ động đưa tiểu tháp và thư phòng ra là vì hắn đang ra vẻ yếu thế, tranh thủ thời gian cho A-la. Mục đích của hắn là để A-la thuận lợi đột phá. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi lại sẽ mọc lên. Ông lão nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, cười nói, ta cảm thấy hắn nói có lý. Diệp Huyên cười nói, ta cũng cảm thấy ông ta nói có lý. Ông lão nhìn. Diệp Huyên, thế thì có lẽ ta phải nuốt lời rồi. Diệp Huyên chớp mắt, được thôi. Dứt lời, tháp giới ngục trong tay thượng chủ đột nhiên rung lên, một khắc sau, kiếm thiên chu bay ra từ bên trong. Vì tháp giới ngục kia nằm trên tay thượng chủ, thế nên vào khoảnh khắc kiếm xuất hiện, kiếm cũng đã nằm ở giữa chân mày của thượng chủ, nhưng phản ứng của ông ta cũng rất nhanh, kiếm vừa chĩa vào giữa chân mày, thân thể ông ta đã trở nên hư ảo, muốn nhanh chóng tránh thoát, nhưng lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên vây lấy ông ta. Kiếm vực. Vào khoảnh khắc kiếm vực bao phủ lấy thượng chủ, ông ta lập tức bị trấn áp, người thoáng chốc khựng lại, ngay lúc này, kiếm thiên chu xuyên qua giữa chân mày ông ta. Xoẹt. Kiếm chém qua không trung, phía sau thân kiếm, một tia kiếm quang vẫn còn nằm trong đầu thượng chủ. Ầm. Thân thể thượng chủ lập tức vỡ tan, nhưng linh hồn của ông ta đã trốn ra được, có điều ngay lúc này, lại có một thanh kiếm bay ra từ trong tháp giới ngục. Kiếm chấn hồn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy kiếm chấn hồn, thượng chủ trợn mắt, ông ta biết mình toi đời rồi. Phập. Kiếm chấn hồn đâm thẳng vào người thượng chủ. Oanh. Một lực lượng linh hồn mạnh mẽ lan ra từ trong kiếm chấn hồn, không gian xung quanh cũng rung lên tựa như động đất vậy, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục và thư phòng đều quay lại trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, cuối cùng ông lão không ra tay, cũng không thể ra tay, vì chỉ trong nháy mắt Diệp Huyên đã chém chết thượng chủ.
Đương nhiên Diệp Huyên biết rõ nguyên nhân chủ yếu nhất của việc mình có thể giết chết thượng chủ là vì ông ta đang bị thương. Sau khi bị tiểu đạo làm trọng thương, đối phương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì thời gian quá ngắn. Ngoài ra, đối phương cầm tháp giới ngục, nhưng ông ta lại không biết tháp giới ngục vẫn có thể phối hợp với hắn. Sơ suất. Suy cho cùng thì thượng chủ này vẫn còn sơ suất quá. Ông lão ở chân trời nhìn xuống Diệp Huyên, mặt không cảm xúc. Nét mặt lão ta rất bình tĩnh, như đã đoán trước rồi vậy. Bọn họ từng điều tra Diệp Huyên rồi, với Diệp Huyên, lão ta vẫn luôn vô cùng đề phòng, đây cũng là lý do trước đó lão ta không thu lấy tiểu tháp và thư phòng. Thượng chủ cũng đề phòng, nhưng ông ta đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão cười khẽ, Diệp Huyên, nghe nói người rất trọng tình nghĩa. Diệp Huyên nhìn ông lão, lại muốn lấy gì ra uy hiếp ta à? Ông lão cười nói, nếu đúng kế hoạch, có lẽ người của ta đã đến Vu Thành rồi. Không ngờ Diệp Huyên lại bật cười. Ông lão híp mắt. Diệp Huyên nhìn lão ta, chúc bọn họ may mắn. Ông lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lão ta xuyên thủng không gian, đi thẳng tới Vu Thành. Lúc này... Không biết trên bầu trời Vu Thành đã xuất hiện 12 người áo đen từ bao giờ, trước mặt bọn họ là 19 người. Dẫn đầu chính là Thái Nhất và Thần Công. Tất cả đều là chủ tế cảnh. Ở vũ trụ này, ngoài những yêu nghiệt là tiểu đạo, A-La và thiên đạo, không ai có thể giết chết 19 vị chính thần này trong khoảng thời gian ngắn cả. Đương nhiên trừ nơi đặc biệt là Kiếm Tông ra. Thái Nhất nhìn 12 người áo đen trước mặt. Lạnh lùng nói, giết. Dứt lời, 19 người lập tức xông lên. 12 người kia cũng không lùi bước mà lao về phía mấy người Thái Nhất. Phu Thời ở bên dưới Vu Thành nhìn lên chân trời, Hạo Thiên đứng bên cạnh ông. Người của thiên tộc đều đã rời đến Vu Thành, đây là ý kiến của Diệp Huyên. Như vậy sẽ không bị người khác tập kích. Lúc này, Phu Thời đột nhiên nói, không ngờ chúng ta lại liên thủ với nhau. Hạo Thiên nhẹ giọng đáp, vì sinh tồn thôi. Bây giờ, nếu Vu tộc và thiên tộc còn nội chiến, thì cái bọn họ phải đối mặt chỉ có diệt vong mà thôi. Lúc này, hai người đều rất vui mừng. Vì bọn họ có một thần sư và một đại tế ti. Nếu không có hai người này, thiên tộc và Vu tộc muốn liên thủ phải nói là khó như lên trời. Bầu trời đại hoang quốc. Ông lão thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Diệp Huyên, theo ta biết, người ngươi quan tâm cũng không ít. Diệp Huyên cười hỏi, ý ông là Phù Văn Tông và Thư viện Vạn Duy à? Ông lão híp mắt, lại quay đầu nhìn. Bầu trời Phù Văn Tông. Trên bầu trời của Phù Văn Tông có 5 người áo đen xuất hiện, nhưng đối diện 5 người này cũng có 5 chính thần. Đều đến từ Bất Chu Thần Sơn. 5 đấu 5. Đều là cao thủ chủ tế cảnh đỉnh cao. Không ai làm gì được ai cả. Trên bầu trời của Thư viện Vạn Duy có 13 người áo đen, 13 người này là chủ tế cảnh đỉnh cao, sở dĩ nơi này đông hơn Phù Văn Tông là vì quan hệ của Trương Văn Tú và Diệp Huyên không bình thường. Mục tiêu của bọn họ là Trương Văn Tú. Nhưng bầu trời của Phù Văn Tông ngoài 5 chính thần còn có lão cổ của Kiếm Tông và một con chân long, ngoài ra, trên bầu trời của Thư viện Vạn Duy còn có một bát quái trận rất lớn. Trận pháp này do tất cả mọi người của Thư viện Vạn Duy tạo ra, có thể nói hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sức chịu đựng của nó. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần phải lo lắng. Mà bây giờ, dù là Phù Văn Tông, Thư viện Vạn Duy hay Vu Thành cũng chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Trì hoãn đến khi A-La đột phá. Một khi A-La đột phá, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Trên bầu trời đại hoang quốc, sắc mặt ông lão áo đen thoáng chốc trở nên nặng nề. Lão ta không ngờ Diệp Huyên đã đề phòng từ trước. Diệp Huyên ở bên dưới cười khẽ, hắn không có gì phải nôn nóng cả. Việc hắn cần làm bây giờ chính là chờ đợi, chờ A-La đột phá. Bây giờ A-La đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể xảy ra vấn đề gì cả. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía xa, tiểu đạo đứng ở đó. Vẫn luôn canh giữ bên cạnh A-La. Có nàng, dù thiên đạo ra tay cũng không thể làm ảnh hưởng đến A-La ngay được.
Nhìn từ tình huống trước mắt, bên phía bọn họ rất ổn. Diệp Huyên cũng cảm thấy rất ổn, cho nên hắn rất bình tĩnh. Ông lão áo đen đang đứng ở phía chân trời chợt trở nên im lặng. Lão ta không rút lui, cũng không ra tay, như đang đợi gì đó vậy. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, trực giác cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản. Ông lão này đang đợi cái gì? Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện từ chân trời xa xôi, cô gái mặc váy trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, trong tay trái của cô gái đang cầm một con cá bị ăn mất một nửa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái. Thiên đạo. Nhìn thấy người phụ nữ này, nét mặt bình tĩnh của ông lão áo đen chợt trở nên nặng nề, hơn nữa còn ngày càng nặng nề, lão ta nhìn chằm chằm thiên đạo, hai tay siết chặt, như đang kiêng dè điều gì. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, chớp mắt, sao người phụ nữ này lại đến đây? Lúc này, ông lão áo đen kia đột nhiên trầm giọng nói, không phải các hạ nói sẽ không nhúng tay vào sao? Thiên đạo cười khẽ, ta chỉ đến xem thử thôi, ta không định. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt thiên đạo, hắn nắm lấy tay thiên đạo, hưng phấn nói, cuối cùng cô cũng đến rồi. Mọi người! Bên dưới, A Thiến nhìn A Mục, bọn họ thân lắm hả? A Mục chớp mắt, chắc là thân. A Thiến! Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, nàng ta chớp mắt, chúng ta, rất thân. Nàng ta còn chưa nói xong, Diệp Huyên đột nhiên giành lấy con cá trong tay nàng ta, cắn một cái. Sau đó giơ ngón tay cái với thiên đạo, ngon đấy. Ngon hơn lần trước cô làm cho ta rất nhiều, tài nấu nướng của cô tiến bộ hơn rồi đấy. Mọi người. Phía xa, sắc mặt ông lão áo đen vô cùng u ám. Hai người này thân thiết thế à? Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, nàng ta chớp mắt ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nghiêm túc nói, cô yên tâm, có Diệp Huyên ta ở đây. Nói đến đây. Hắn xoay người tức giận chỉ vào ông lão áo đen, ta thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, mấy người họ đừng hòng phá hoại vũ trụ ngũ duy của chúng ta. Ta sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ vũ trụ ngũ duy cùng cô, ai muốn làm hại đến cô, ai muốn phá hoại vũ trụ ngũ duy, phải bước qua xác của Diệp Huyên ta trước. Vừa nói xong, người hắn đột nhiên không ngừng rung lên, sau đó, những lá bùa nhỏ màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Sau đó thì bay vào người hắn. Diệp Huyên sửng sốt, lần thề này không giống trước đây lắm. Tiểu đạo ở phía xa xa sầm mặt, thề với thiên đạo, người này bị điên à. Cảm nhận được những lá bùa này chui vào người mình, Diệp Huyên chợt hoảng sợ, hắn nhìn về phía chân trời, do dự một hồi, sau đó nói, xem như ta chưa thề được không. Thiên đạo chớp mắt, muộn rồi, nhân quả đã thành, số mệnh đã định. Diệp Huyên. Lời thề. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên thực sự hơi hoảng hốt. Bởi vì hắn cảm thấy hình như lời thề này không giống như trước kia. Ở nơi xa, tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, liên tục lắc đầu. Phát thề với thiên đạo. Trong tình huống bình thường, người bình thường phát thề không có tác dụng gì, sẽ không hình thành nhân quả. Nhưng mà Diệp Huyên thì khác. Hắn không phải người bình thường. Hơn nữa hắn vẫn chưa có năng lực chém đứt nhân quả của bản thân. Đương nhiên quan trọng nhất là đối tượng hắn thề với thiên đạo. Là thiên đạo đó. Đây là đại diện cho toàn bộ nhân quả của vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên thề với nàng ta, giống như lời thiên đạo nói, nhân quả tức thành, số mệnh đã định. Nhân quả gì? Nhân quả của Diệp Huyên và vũ trụ ngũ duy. Số mệnh gì? Số mệnh của Diệp Huyên và thiên đạo. Nghĩ tới đây, tiểu đạo lại lắc đầu lần nữa, đúng là đầu người óc heo. Trước mặt Diệp Huyên, thiên đạo chân thành nói, vô cùng cảm ơn, ta thay mặt cho hàng triệu sinh linh vũ trụ ngũ duy cảm ơn ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, người mình mà khách sáo gì chứ? Vừa nói hắn quay đầu nhìn về phía lão già áo bào đen, các ngươi có ám chiêu gì thì cứ lôi hết ra đi. Nói xong, hắn đã lùi đến bên cạnh thiên đạo. Nơi xa, lão già áo bào đen nhìn thiên đạo, không phải các hạ nói không quản chuyện gì sao? Thiên đạo chớp mắt, thật sự ta có quản chuyện gì đâu. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm không chớp vào thiên đạo, ngươi cùng phe với hắn.
Thiên đạo đang muốn nói, Diệp Huyên lại bất ngờ rút kiếm chỉ thẳng vào lão giả áo bào đen, người nói nhảm gì vậy, nếu không đánh thì mau cuốn xéo đi. Ta cho người biết, bây giờ ta thay mặt cho hàng vạn sinh linh vũ trụ ngũ duy nói cho người biết, chúng ta không chào đón các ngươi. Ta cho người thời gian 3 ngày, nếu như các ngươi không cút khỏi vũ trụ ngũ duy ta sẽ không khách khí nữa. Lão giả áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyên, người kiêu ngạo quá nhỉ. Diệp Huyên cười nói, ngươi tưởng chúng ta đang đùa với ngươi sao? Nói xong hắn nhìn về phía thiên đạo, lời ta nói có lý không? Thiên đạo khẽ cắn cá nướng trong tay sau đó nói, có lý. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn về phía lão giả áo bào đen, sao ngươi không ra tay? Có phải kiêng dè thiên đạo không? Ngươi yên tâm, nàng ta sẽ không ra tay đâu. Nàng ta ở bên cạnh xem còn ta đánh với các ngươi. Diệp Huyên ta chấp cả đám các ngươi. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, ta sẽ không ra tay. Diệp Huyên gật đầu, ngươi đừng ra tay, ta lên trước, bao giờ ta không đánh lại hắn hay. Thiên đạo chớp mắt, nàng ta còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyên đã xông về phía lão giả áo bào đen ở phía xa kia. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chém xoẹt qua. Nhưng mà một kiếm này của Diệp Huyên đã chém vào không khí bởi vì lão giả áo bào đen đã lùi ra ngoài hơn mấy trăm trượng. Ông ta không hề ra tay. Thật ra điều bên trên thực sự kiêng dè không phải Diệp Huyên, cũng không phải A-La, lại càng không phải tiểu đạo mà chính là thiên đạo trước mặt này. Thiên đạo. Rốt cuộc người phụ nữ này mạnh thế nào? Không ai biết được. Nếu nàng ta nhúng tay vào, không hề nghi ngờ. Bọn họ hiện tại không có bất kỳ phần thắng nào cả. Bởi vì người của bọn họ vẫn chưa xuống đây, chỉ dựa vào cường giả mà vũ trụ này bồi dưỡng và triệu tập, hoàn toàn không thể nào đối kháng được với đám người thiên đạo. Xem cũng không đủ xem. Hơn nữa còn có một tiểu đạo, cộng thêm một A-La lập tức đột phá ngay. Ba người phụ nữ này liên thủ, ngũ duy vô địch. Lão giả áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rốt cuộc có ra tay hay không? Đương nhiên ông ta có át chủ bài, nhưng mà vì có thiên đạo gia nhập, át chủ bài của ông ta rõ ràng đã trở nên vô dụng. Ông ta biết, cho dù lấy hết át chủ bài cũng không thể nào giết được người phụ nữ trước mặt này. Đúng lúc này không gian trước mặt ông ta đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, một lát sau lão giả áo bào đen nhìn sâu xa thiên đạo và Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên muốn đuổi theo nhưng thiên đạo bên cạnh đột nhiên cười nói, người đằng sau ông ta có thể giết chết người đó. Nghe vậy Diệp Huyên vội vàng dừng lại sau đó xoay người nhìn về phía thiên đạo, mạnh vậy sao? Thiên đạo mỉm cười rồi nói, người không giết được kẻ đó đâu, an tâm đợi A-La đột phá mới là chuyện quan trọng. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, người không tức giận à? Thiên đạo cười nói, người đang nói chuyện ngươi lợi dụng ta sao? Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo lắc đầu cười khẽ tức giận cái gì? Không phải ta cũng đang lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyên khẽ cười nói, tâm thái của ngươi thật tốt. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, có thể cho ta xem thư phòng của ngươi không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn bấm tay một chút, thư phòng kia dừng ở trước mặt thiên đạo. Thiên đạo đánh giá thư phòng trong tay. Sau đó nàng ta trả thư phòng lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, người biết nơi này có cái gì à? Thiên đạo cười nói, đồ của bên trên. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, thiên đạo bất chợt nói tiếp, thượng giới và chúng ta ở đây có một vách ngăn. Vách ngăn ấy là quy tắc vũ trụ hình thành tự nhiên, kiên cố không thể phá vỡ nổi, bọn họ cũng không có năng lực hủy diệt. Nhưng mà... Nói đoạn nàng ta hơi mỉm cười. Bọn họ đang nghĩ cách nhập cư xuống dưới trái phép. Diệp Huyên nhíu mày, nhập cư xuống dưới trái phép, có thể sao? Thiên đạo cười nói, đương nhiên có thể. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thiên đạo, nàng nhìn về phía thiên đạo, nhập cư trái phép là sao? Thiên đạo khẽ cười nói, tộc âm linh. Nghe vậy, sắc mặt tiểu đạo tức khắc thay đổi. Tộc âm linh. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, vách ngăn vũ trụ kia không có tác dụng với tộc âm linh ư. Tiểu đạo gật đầu, vô dụng thôi, bởi vì bọn họ có thể cắn nuốt được vách ngăn vũ trụ. Nghe vậy,
Con người Diệp Huyên hơi co lại, biến thái thế ư? Tiểu đạo bình thản nói, đâu chỉ là biến thái, là vô cùng biến thái mới đúng. Nếu như bọn chúng đi tới Lục Duy thì Lục Duy cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thiên đạo nhẹ giọng nói, tứ lục mở ra. Tiểu đạo nhìn về phía thiên đạo cười nói, âm linh lục, nếu như trước kia, Lục Duy sẽ bị nghiền nát bởi vì lúc ấy là khi tộc âm linh mạnh nhất. Khi ấy, bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể cản đường. Nếu như không phải là kiếm tu kia, e rằng bây giờ tộc âm linh đã xưng bá ngũ Duy, Lục Duy rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm tông đâu? Hình 1. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, bọn họ lại không đối đầu với kiếm tông, dùng vài cách đặc biệt trợ giúp người của thượng giới xuống đây không phải là chuyện gì quá khó khăn. Diệp Huyên lại hỏi, thực lực của chúng ta và thượng giới kém xa lắm à? Tiểu đạo cười nói, người hỏi thiên đạo. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo nhẹ giọng nói, kém xa, đương nhiên cũng không phải không có sức để chống lại, có điều nếu bọn họ mượn sức của âm linh. Điều ngươi cần lo lắng chính là liệu kiếm tông có thể hoàn toàn ngăn cản được âm linh không? Tình huống xấu nhất là kiếm tông bị tộc âm linh khống chế, mà bọn họ lại chia ra một đám người đến trợ giúp thượng giới đối phó với ngươi. Nếu như vào tình huống này, vậy thì ngươi tiêu đời rồi. Diệp Huyên chớp mắt, không phải chúng ta ư. Ngươi nghĩ xem, nếu như âm linh đi vào ngũ Duy, có phải ngũ Duy sắp mất rồi không? Thiên đạo gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, vì vậy chúng ta có chung một kẻ địch. Thiên đạo cười nói, bọn họ chỉ biết đến đánh ngươi, đâu phải đến đánh ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi đánh ta xong thì sao? Vậy không phải còn lại ngươi à? Thiên đạo nghịch ngợm cười, bọn họ đánh không chết ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo. Nhẹ giọng nói, ngươi không nên thể chuyện đó với nàng ta. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, tiểu đạo, nếu ta vi phạm lời thề kia thì sẽ thế nào? Tiểu đạo lắc đầu, ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Diệp Huyên im lặng. Tiểu đạo lại nói, thật ra cũng không phải tất cả là chuyện xấu. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, nàng khẽ cười nói, nhân quả, đó là nhân quả của ngươi và nàng ta. Ngươi không phát hiện ra điểm này sao? Đó chính là, tuy nàng ta không giúp ngươi ra tay nhưng vẫn luôn giúp ngươi ở bên này. Như lúc vừa nãy, nếu không phải nàng ta xuất hiện thì chúng ta chắc chắn đã có một trận đánh ác liệt. Bây giờ nàng ta đứng cùng phe với ngươi, hoặc là nói, nàng ta vẫn luôn đứng về phía ngươi. Bởi vì ngươi không tạo ra uy hiếp đến vũ trụ này, nhưng mà sự uy hiếp của bên trên đối với vũ trụ này rất lớn. Diệp Huyên mỉm cười rồi nói, tiểu đạo, ta có chỗ không hiểu, tại sao nàng ta có thể gọi ra được nhiều cường giả chủ tế cảnh như vậy, lẽ nào cường giả chủ tế cảnh đã nhiều đến thế sao? Tiểu đạo cười nói, người nghĩ theo hướng khác là có thể hiểu được ngay. Có thể nói như thế này, cường giả chủ tế cảnh ở vũ trụ này, một nửa ở chỗ của hắn ta, còn một nửa ở chỗ của ngươi, cũng chính là đám chính thần của ngươi. Một vũ trụ bao nhiêu năm nay chỉ có 50-60 vị chủ tế cảnh, có nhiều không? 50-60 vị. Diệp Huyên cười khẽ, như thế không nhiều lắm. Tiểu đạo gật đầu, biết vì sao thiên đạo giúp ngươi không? Diệp Huyên nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp, bởi vì bọn họ tuyệt đối không chỉ là vì muốn mưu đồ với thư phòng của ta, còn muốn mưu tính cả vũ trụ này. Tiểu đạo cười nói, lấy cái gì mà thấy được? Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, nhiều cường giả chủ tế cảnh như vậy chắc chắn không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thần phục bọn họ. Chỉ có một lời giải thích đó chính là những cường giả chủ tế cảnh ấy đã cấu kết với bọn họ từ rất lâu rồi. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy. Thật ra nếu không phải ngươi thì những chính thần đó có lẽ đều sẽ đi theo bọn họ. Nếu thật sự như vậy thì cường giả chủ tế cảnh của vũ trụ này cơ bản đều đứng về phía hắn ta. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tất cả bọn họ đều hợp lại với nhau có thể địch lại thiên đạo không? Tiểu đạo im lặng một lát rồi đáp, nếu là rất lâu trước kia, 100 vị cường giả chủ tế cảnh và một vài cường giả phá hư cảnh, đối địch với thiên đạo vẫn có thể tạo ra uy hiếp rất lớn. Nhưng mà hiện tại, nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, ban đầu thiên đạo không biết đánh nhau, nàng ta rất lương thiện, thật sự rất hiền lành, giống như tên nhóc màu trắng vậy.
nhưng đáng tiếc là nàng ta không may mắn như tên nhóc màu trắng, có thể gặp được người như người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau đó nàng ta bắt đầu tu luyện à? Tiểu đạo gật đầu, sau đó nàng ta bắt đầu học, học võ đạo của nhân loại, học ưu điểm của vạn vật sinh linh, có thể nói, sự hiểu biết của nàng ta đối với con người và vạn vật vạn linh vô cùng thông thấu, thiên phú tu luyện của nàng ta chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nói tới đây, nàng dừng lại một chút lại nói, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở kiếm đạo trên người nàng ta không? Diệp Huyên sửng sốt, nàng ta còn là kiếm tu ư? Tiểu đạo gật đầu, hơn nữa là một vị kiếm tu cực kỳ mạnh. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, so với cô gái váy trắng thì ai mạnh hơn? Tiểu đạo đột nhiên đấm một quyền lên mặt Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, cú bay này phải lên đến hơn trăm trượng. Đến khi dừng lại được thì trong miệng hắn cũng thình lình phun ra một ngụm máu tươi. Đám đông. Ở nơi xa, tiểu đạo lắc đầu, quả nhiên là không nhịn nổi. Lúc này, Diệp Huyên đang vô cùng mơ hồ. Tiểu đạo ra tay cũng mạnh bạo quá đi mất. Chẳng phải mình chỉ hỏi mỗi một vấn đề thôi ư. Cô gái này bạo lực quá rồi đó. Chắc chắn về sau không thể gả ra ngoài. Đúng lúc này, không gian phía trên đầu mọi người đột nhiên vỡ nứt, và rồi một người đàn ông trung niên bước ra từ kẽ nứt kia. Người đàn ông trung niên mặc bộ áo bào màu đen, tay phải cầm một chiếc quạt giấy, phía sau ông ta còn có một lão già đi theo. Đó chính là lão già áo đen đã rời khỏi lúc trước. Bây giờ lại tới lần nữa. Diệp Huyên nhíu mày, đám người này đúng là lũ lượt kéo tới, chẳng chịu buông tha. Có điều, người mà hắn đang thấy này là ai đây? Là người của thế giới này, hay từ thượng giới xuống? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn thoáng qua người đàn ông mặc áo bào đen kia, người của thượng giới. Bọn họ có thừa năng lực để hạ phàm xuống đây. Xuống đây sao? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo bào đen. Nếu người này đã có thể hạ giới xuống đây, ắt hẳn là đã bắt tay với tộc âm linh rồi. Tộc âm linh. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, quay sang tiểu đạo, bảo vệ A-La. Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên bật cười, hai vị yên tâm, ta sẽ không dậu đổ bìm leo đâu. Dứt lời, ông ta liền liếc mắt về phía A-La, cười bảo ta sẽ chờ nàng ta đột phá, sau đó mới đánh một trận. Nghe thấy vậy, những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông áo bào đen. Ông ta thế này là tự mãn? Hay là tự tin đây? Người đàn ông áo bào đen đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo, mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta khá là tò mò về cô đó. Bởi vì theo những gì chúng ta điều tra được thì dường như cô cũng không phải người của Lục Duy. Tiểu đạo hờ hững cất lời, điều tra về ta cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Người đàn ông áo bào đen lắc đầu, không, rất có ý nghĩa là đằng khác. Với tình thế hiện giờ, những sự tồn tại có tính uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta gồm 5 người. Đầu tiên là cô gái váy trắng đã rời đi, nàng ta có thể phá vỡ được vách ngăn vũ trụ, bay thẳng tới Lục Duy. Ở thượng giới của chúng ta, không ai có thể trở thành đối thủ với người có thực lực như thế cả. Nói tới đó, ông ta thoáng ngừng, sau đó mới tiếp lời, người thứ hai chính là cô gái áo trắng kia. Chỉ một phân thân của nàng ta cũng có thể giết chết được một vị tôn sứ của thượng giới chúng ta, nếu như bản thể của nàng ta ở đây. Ắt hẳn thượng giới chúng ta cũng không ai có thể chống lại được. Tiểu đạo nhìn người đàn ông áo bào đen, vậy mà các ngươi còn muốn giết Diệp Huyên. Người đàn ông áo bào đen cười cười, sau đó nói, vấn đề này thì lát nữa ta sẽ trả lời tiểu đạo cô nương sau. Về phần sự tồn tại thứ ba, đó chính là thiên đạo ở nơi đây. Rốt cuộc thực lực của thiên đạo mạnh cỡ nào, trong chúng ta không một ai biết cả, hơn nữa. Bà ta lại còn cố ý để cho thượng giới chúng ta liều mạng với các cô, cách bà ta sử dụng chính là dương mưu, bởi vì dù chúng ta hiểu thấu âm mưu của bà ta nhưng cũng không có biện pháp nào tránh được. Và lại, cũng chưa chắc có thể giết chết, còn người thứ tư. Nói tới đó, ông ta liền nhìn thẳng vào tiểu đạo, người thứ tư chính là tiểu đạo cô nương đây rồi. Theo những gì chúng ta điều tra được,
có vẻ như tiểu đạo cô nương đã bị thương tổn vì thứ gì đó, thế nên thực lực hiện giờ không bằng nổi 2/10 trước kia. Nếu như thực lực của tiểu đạo cô nương khôi phục hoàn toàn, thì e là thượng giới chúng ta cũng chẳng có ai xứng làm đối thủ của tiểu đạo cô nương cả. Diệp Huyên đột nhiên chen lời, người thứ năm là ta sao? Mọi người! Lão già mặc đồ đen phía sau người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Huyên, khóe mắt dần dật, mợ nó, sao người của thế giới này lại mặt dày thế không biết? Người đàn ông áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, cậu không phải người thứ năm, nhưng lại có liên quan tới năm người này. Thế nên, trước đó chúng ta cũng đang do dự có nên tiếp tục tranh đoạt thư viện kia không? Diệp Huyên cười nói, rõ ràng là các người vẫn lựa chọn cướp đoạt. Người đàn ông áo bào đen gật đầu, đó là lựa chọn khi đến bước đường cùng. Trước tiên hãy nói tới sự tồn tại thứ năm cái đã, đó chính là kiếm tông. Nhưng cũng may, bọn họ bị tộc âm linh kìm chân, nên tạm thời không có cách nào tới được đây. Bằng không thì chúng ta cũng không dám thực hiện bước kế tiếp. Tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, thật ra vẫn còn mấy người nữa cơ. Người đàn ông áo bào đen nhìn về phía tiểu đạo, mong tiểu đạo cô nương nói rõ hơn. Tiểu đạo lắc đầu, nếu các ngươi đã lựa chọn đối địch với hắn thì đừng quan tâm mấy thứ này làm gì. Dứt lời, nàng lại nhìn người đàn ông áo bào đen, ta rất tò mò, không rõ vì sao các ông lại cứ nhất định phải cướp bằng được tòa thư viện kia vậy. Người đàn ông áo bào đen khẽ nói, tiểu đạo cô nương biết được bao nhiêu về tiên tri. Tiểu đạo lắc đầu, không nhiều lắm. Người đàn ông áo bào đen gật đầu, ban đầu hắn từng đến thượng giới chúng ta, tất nhiên chỉ là đi ngang qua nơi đó mà thôi. Tiểu đạo nhíu mày, hắn ở chỗ các ngươi làm gì? Người đàn ông áo bào đen khẽ đáp, coi như là giúp chúng ta một ân huệ đi. Nếu hồi đó không có hắn giúp đỡ thì chúng ta cũng chẳng chống lại được Lục Suy. Tiểu đạo nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào đen, thế mà ngươi còn muốn giết Diệp Huyên. Người đàn ông áo bào đen liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói đúng hơn thì chúng ta chỉ muốn tòa tháp và thư viện kia mà thôi. Nhưng chúng ta biết cậu ta sẽ không chủ động giao ra. Về phần lý do tại sao chúng ta lại muốn làm vậy, và cả việc dù biết rõ cậu ta có rất nhiều chỗ dựa mà vẫn cứ nhằm vào thì. Nơi tới đây, ông ta liền nhìn về phía tiểu đạo, vì sinh tồn cả thôi. Tiểu đạo nhíu mày, thượng giới các ông không thể sinh tồn được chắc. Người đàn ông áo bào đen khẽ giọng, mấy năm gần đây chúng ta vẫn luôn đối kháng với Lục Duy, thế nhưng chúng ta lại không có cách nào tiến vào được Lục Duy lần nữa. Nếu đã không vào được nơi đó thì ngay cả chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với ngũ duy kiếp sắp tới. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tại sao lúc trước các người lại theo xuống đây? Người đàn ông áo bào đen nhìn hắn, cười đáp, bởi vì chúng ta muốn thay đổi chế độ hiện giờ ở nơi đó. Diệp Huyên nhíu mày, chế độ hiện giờ không phải vẫn tốt đấy sao? Người đàn ông áo bào đen lắc đầu, chế độ hiện tại quả thật có thể bảo vệ được mảnh vũ trụ này, nhưng các vị có bao giờ nghĩ tới những người ở tầng lớp thấp chưa? Rất nhiều người ngay từ lúc mới sinh đã được định sẵn số mệnh rằng không thể tu luyện, họ không thể hưởng dụng linh khí nên chỉ có thể làm một người bình thường. Có thể nói rằng ngay từ khi xuất hiện trên cõi đời này thì số phận của họ đã bị định sẵn là không thể tu luyện. Thế nhưng, người khác có thể tu luyện, ngay cả hợp điện và người của các thế lực lớn siêu cấp cũng có khả năng tu luyện, hơn nữa, trong bọn họ cũng có người vừa ra đời liền lấy được tài nguyên tu luyện rất tốt. Nơi tới đó, ông ta liền cười cười rồi mới tiếp lời, ở Lục Duy, tài nguyên tu luyện và tư cách đều nằm trong tay các thế lực đứng đầu. Cùng là người nhưng xuất phát điểm kia sinh ra đã quyết định hết thảy. Nỗ lực ư, thiên phú ư, thật lòng mà nói. Có người phải phấn đấu cả đời để theo đuổi một thứ, nhưng cũng có người vừa sinh ra đã có sẵn. Cô có thấy công bằng không? Tiểu đạo lắc đầu, nghe thấy ông nhắc tới vấn đề sinh ra đã có sẵn, quả thật tôi phải bình luận vài câu. Gốc gác không phải thứ mà chúng ta có thể quyết định, nhưng ta lại có thể quyết định được cuộc đời của chính mình. Biết xuất phát điểm của mình không tốt, vậy sao ông không liều mạng mà cố gắng hơn đi? Còn nếu đã lựa chọn sống bình thường, thì đành phải chịu thôi. Hơn nữa, thứ cho tôi nói thẳng, từ xưa tới nay, điểm xuất phát của bao nhiêu cường giả đều chẳng hề tốt đẹp gì cho cam. Dứt lời,
nàng liền nhìn về phía người đàn ông áo bào đen, tuy rằng chế độ đó của vũ trụ lục duy rất không công bằng với rất nhiều người, thế nhưng nếu như không có nó, vậy thì vũ trụ lục duy chẳng khác nào bị hủy, ngay cả linh khí cũng sẽ mỏng manh, gần như mất sạch. Tất nhiên, đối với những người ở tầng lớp thấp mà nói, chuyện này không hề công bằng, bởi vì bọn họ sinh ra ở thế giới đó nhưng lại không thể được hưởng thụ linh khí, không có cách nào tu luyện, cũng chẳng thể nghịch thiên cải mệnh, không cách nào sáng tạo cuộc đời thuộc về riêng mình. Nói tới đây, nàng lại lắc đầu lần nữa, không có đúng và sai, cũng chẳng có cái gì là công bằng thật sự hay công bằng tuyệt đối. Tất cả mọi người có mặt đều chìm trong im lặng. Công bằng ư? Muốn có thì phải tự mình tranh thủ. Không có thực lực thì đòi công bằng cái quỷ ấy. Người đàn ông áo bào đen cười nói, tiểu đạo cô nương nói đúng lắm. Giữa chúng ta và vũ trụ lục duy không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Cũng giống như chúng ta và phía các cô vậy, chúng ta đến đây tranh đoạt thư viện cũng chỉ vì muốn sống mà thôi. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, đừng nói cái kiểu đường hoàng thế chứ. Cướp suy cho cùng vẫn chỉ là cướp mà thôi, không quan tâm người viện lý do mục đích gì hết. Cứ lấy ví dụ là ta đi, nếu ta không có vợ thì ta có quyền đi cướp vợ của ông sao? Nếu không cướp thì ta đáng đời phải chịu số độc thân. Thế nên việc ta cướp vợ của ông không hề sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nghe xong những gì Diệp Huyên nói, mấy cô gái A Mục đều không ngừng lắc đầu cười. Lấy ví dụ kiểu này cũng đặc biệt ghê. Tiểu đạo liếc qua Diệp Huyên, tuy những lời Diệp Huyên nói có phần thô tục, nhưng cũng khá là có lý. Suy cho cùng vẫn phải phân biệt rõ đúng sai. Người đàn ông áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, bất kể thế nào, ta cũng phải lấy được tòa thư viện kia. Diệp Huyên cười đáp, thấy chưa? Đã làm người xấu thì phải làm triệt để vào. Đừng chơi cái trò kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Có điều, ta vẫn không hiểu tại sao các ông lại muốn cướp tòa thư viện đó vậy nhỉ? Lẽ nào thư viện có thể giúp các ông chống lại lục duy được ư? Người đàn ông áo bào đen gật đầu, tất nhiên là có rồi. Ta không biết tiên tri rốt cuộc là ai, cũng chẳng rõ hắn đến từ nơi nào, nhưng ta lại biết được trong thư viện đó có mấy món chí bảo của lục duy, chính là những thứ mà hồi trước tiên tri đã mang từ lục duy về. Diệp Huyên nhíu mày, chí bảo gì? Người đàn ông áo bào đen mỉm cười, chuyện này thì không thể cho cậu biết được rồi. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó nữa, nhưng đúng lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ong ong. Tất cả mọi người lũ lượt quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thì thấy một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời, sau đó, bên trong kiếm quang kia có một cô gái bước ra. Là A-La. A-La mặc ngân giáp, đeo trường kiếm bên hông, hơn nữa, bề ngoài của cô cũng đã có phần khác trước, không còn là cô bé hồi xưa mà hiện giờ có vẻ giống với thiếu nữ 17-18 tuổi. Sau khi A-La xuất hiện, rất nhiều cường giả của Đại Hoang Quốc đồng loạt hô to, tiếng hoan hô đó như xông thẳng lên tận trời xanh. Trong lòng họ, A-La chính là tín ngưỡng. Người của Đại Hoang Quốc đều đang hướng về phía A-La, ánh mắt họ ngập tràn cuồng nhiệt và hưng phấn. A-La đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyên, nàng ta nhìn về phía người đàn ông áo bào đen. Sau khi liếc mắt đánh giá A-La xong, người đàn ông áo bào đen liền cười bảo, không hổ là người ưu tú nhất Hàn Võ Kỷ, quả nhiên lợi hại. Dứt lời, ông ta liền ngửa bàn tay làm một động tác tỏ ý mời chào, mời. Câu nói vừa dứt, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bao phủ khắp bốn phía. Cả khu vực được bao quanh chỉ còn lại mỗi ông ta và A-La, tất cả những người khác đều lặng im không tiếng động bị di rời đến nơi cách đó hơn nghìn trượng. Phá hư cảnh đỉnh cao. Vẻ mặt Diệp Huyên thoáng trầm ngâm. Đúng lúc này, tiểu đạo đứng cạnh hắn đột ngột cất lời, võ chi cực thánh. Người này là võ thánh. Võ thánh. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, võ thánh là gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, là cấp độ cao nhất của võ đạo, đó là thánh. Ở lục duy người như thế cũng là cực kỳ hiếm. Chẳng trách ông ta dám chờ A-La đột phá. Người ta có năng lực này. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo bào đen và A-La ở phía xa. Không gian nơi hai người đứng rất hư ảo, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Hai người đều là phá hư cảnh. Một người là kiếm tu.
một người là võ tu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhẹ giọng nói, quan sát thật kỹ, có lẽ sẽ khơi gợi cho ngươi không ít. Diệp Huyên gật đầu. Đúng lúc này, A La Khều nhẹ ngón cái tay trái, kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bay ra. Kiếm bay lên trong chớp mắt, sau đó chém người đàn ông áo bào đen kia với một biên độ cực kỳ duyên dáng. Người đàn ông áo bào đen hơi nghiêng người, tránh thoát nhát kiếm này với khoảng cách ít ỏi, mà lúc này, một tàn ảnh bỗng nhiên từ trước mặt hắn, chính là A La. Thanh kiếm kia không biết từ khi nào đã quay trở về trong tay A La, nàng ta chém ngang kiếm, chém thẳng vào yết hầu của người đàn ông áo bào đen. Cơ thể của người đàn ông áo bào đen nhẹ nhàng ngửa ra sau giống như bị bẻ gãy, cái ngửa người này làm nhát kiếm kia của A La chém vào khoảng không. Cùng lúc đó, ông ta đạp nhẹ chân phải, cả người lập tức dịch chuyển về sau 10 trượng, mà ông ta vừa lùi lại, một tia kiếm quang vừa vặn rơi xuống chỗ ông ta vừa đứng, mà gần như ngay lúc tia kiếm quang này rơi xuống, lại một tia kiếm quang khác xuất hiện ở trước mặt ông ta. Một kiếm chưa hết, một kiếm khác lại tới. Lần này người đàn ông áo bào đen không tránh, bởi vì đã không thể tránh được nữa, khi A La chém ra kiếm thứ nhất, cũng đã dự liệu trước 3 kiếm tiếp sau. Người đàn ông áo bào đen đột nhiên chắp hai tay lại, trực tiếp giữ chặt tia kiếm quang kia, nhưng ngay sau đó, tàn ảnh của 3 tia kiếm quang lóe lên từ 4 phía quanh người đàn ông áo bào đen, mà gần như là cùng lúc, 3 quyền ảnh nổ vang trên 3 tia kiếm quang kia. Ầm ầm ầm. Cùng với những âm thanh trầm đục vang lên, hai người cùng lúc liên tục lùi xa mấy chục trượng. Sau khi A La dừng lại, kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bay ra, tựa như sấm sét. Xa xa, người đàn ông áo bào đen đánh một quyền ra. Ầm. Kiếm quang dừng lại trước mặt người đàn ông áo đen cách đó vài trượng. Người đàn ông áo bào đen đạp nhẹ chân phải, kích nổ kiếm quang kia, ngay sau đó, ông ta đã đến trước mặt A La, đánh một quyền về phía đầu. Một quyền này thoạt nhìn chỉ như là một quyền bình thường, không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Mà lúc này, A La bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Một quyền của người đàn ông áo bào đen đánh vào khoảng không, mà không gian chỗ nắm đấm đánh vào lập tức trở thành hư vô, biến mất một cách triệt để. Một quyền đánh khoảng không, người đàn ông áo bào đen đột nhiên nghiêng người, một sợi kiếm quang kề sát bả vai của ông ta chém xuống, mà gần như ngay lúc ông ta nghiêng người, sợi kiếm quang này đột nhiên chém ngang. Suy, một kiếm thất bại. Bởi vì người đàn ông áo bào đen kia không biết từ lúc nào đã lùi xa đến mấy chục trượng. Ông ta lơ lửng trong không trung, trên mặt trước áo bào đen của ông ta có một vết kiếm nông. Lúc này, A La đột nhiên cầm kiếm đi về phía người đàn ông áo bào đen, đang đi cơ thể của nàng ta bỗng nhiên trở nên mờ ảo, giống như là không tồn tại. Xa xa, người đàn ông áo bào đen chợt nắm chặt tay phải, tay trái của ông ta hóa trưởng nhẹ nhàng ấn xuống, không gian xung quanh ông ta đột nhiên chấn động giống như sóng khí, mà lúc này, A La dừng bước. Nàng ta nhìn người đàn ông áo bào đen, người trực tiếp biến mất. Người đàn ông bào đen ấn nhẹ tay trái về phía trước, cùng lúc đó, tay phải đánh một quyền về bên phải. Suy. Ầm. Hai tia kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ trước mặt và bên phải của người đàn ông áo bào đen, mà lúc này, không gian xung quanh ông ta đột nhiên rung lên kịch liệt. Cái rung này làm một tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt người đàn ông áo bào đen, người xuất hiện chính là A La. Suy 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 suy. Trong thời gian ngắn, một mảnh kiếm quang từ khoảng không gian kia răng ra khắp nơi. Đây cũng không phải là rất nhiều kiếm, mà là bởi vì A La xuất kiếm quá nhanh. Một kiếm chưa hết, lại là một kiếm. Lúc này, người ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong không gian kia, bởi vì toàn bộ không gian đều là kiếm quang. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo không nói gì. Nhưng sắc mặt lại dần trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, không gian ở phía xa đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số kiếm quang biến mất, mà lúc này, một tàn ảnh liên tục lùi mạnh về sau. Tàn ảnh này chính là A La. Trong lúc điên cuồng lùi lại, không gian trước mặt A La không ngừng xuất hiện quyền ấn, mỗi một quyền ấn đều sẽ làm cho A La lùi xa hơn 10 trượng. Chỉ chốc lát, A La đã bị lùi xa đến nghìn trượng, mà trong không gian nghìn trượng trước mặt nàng ta,
toàn bộ là đều quyền ấn. Những quyền ấn này cứ dừng lại trong không gian như vậy, rất lâu không tiêu tan. Sau khi A-La dừng lại, nàng ta đột nhiên giơ thanh kiếm chắn ngang. Một quyền ấn đánh trực tiếp lên kiếm của nàng ta. Bịch! A-La lại lùi xa hơn 10 trượng. Mà nàng ta vừa dừng lại thì lại có quyền ấn xuất hiện, đúng lúc này, A-La bỗng nhiên giơ ngang kiếm, cứa một nhát lên cổ của mình. Suy! Trong phút chốc, quyền ấn vừa xuất hiện trước mặt nàng ta lập tức hóa thành hư vô, đồng thời toàn bộ những quyền ấn dừng trong không gian kia cũng đều biến mất. Ngay sau đó, không gian trước mặt A-La đột nhiên nổ tung, trận nổ này nổ xa đến 3.000 trượng, mà ở chỗ cuối của không gian nổ xuất hiện một người. Chính là người đàn ông áo bào đen. Mà lúc này, ở giữa hai chân mày của người đàn ông áo bào đen có một vết kiếm nông, vết kiếm này vừa vặn cắt rách da của người đàn ông áo bào đen. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hủy dung. Ông lão áo bào đen ở thượng giới nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy người đàn ông áo bào đen chịu thiệt. Xa xa, người đàn ông áo bào đen sờ lên trán mình, nhìn máu tươi trên ngón tay, ông ta cười nhẹ, sau đó nhìn về phía A-La, đúng là một kiếm lợi hại. Khuôn mặt A-La không chút biểu cảm, nàng ta đi về phía người đàn ông áo bào đen. Lúc này, người đàn ông áo bào đen đột nhiên nói, ngươi và ta cho dù đánh đến 10 ngày cũng không thể phân định sống chết đâu. A-La dừng bước, nàng ta nhìn người đàn ông áo bào đen, ngươi có thể gọi người. Người đàn ông áo bào đen mỉm cười, người này, chắc chắn là phải gọi, nhưng mà không phải bây giờ, lần này đến chủ yếu là muốn tự mình tìm hiểu thực lực của các ngươi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, còn cả ngươi. Diệp Huyên cười nói, tìm hiểu về ta. Người đàn ông áo bào đen gật đầu, Diệp Huyên, thư phòng kia ở trong tay ngươi căn bản không thể phát huy giá trị thật sự của nó, nếu ngươi bằng lòng giao cho chúng ta. Ngươi có thể tùy chọn bất cứ bảo vật nào ở thượng giới. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, thượng giới có bảo vật nào tốt hơn thứ này không? Người đàn ông áo bào đen nhìn thoáng qua kiếm Thiên Chu, lắc đầu. Diệp Huyên lại lấy ra kiếm Chấn Hồn và Thuẫn Thái Cực, thượng giới có bảo vật nào tốt hơn những thứ này không? Người đàn ông áo bào đen im lặng. Diệp Huyên lại lấy Tháp Giới Ngục ra, thượng giới có bảo vật nào tốt hơn thứ này không? Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, người đang khoe khoang với ta. Diệp Huyên cười nói, người xem, cần kiếm, ta có thanh kiếm sắc bén nhất, cần thuẫn, ta có thuẫn cứng rắn nhất, người nói xem, tại sao ta lại cần phải đổi với các ngươi? Hay là ngươi cho rằng Diệp Huyên ta rất ngốc? Người đàn ông áo bào đen cười nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, ông ta và ông lão áo bào đen lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Đạo, có thể giữ bọn họ lại không? Tiểu Đạo lắc đầu. Lúc này, hai người kia đã biến mất. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt không chút thay đổi. Quá bị động. Chỉ có thể bị đánh. Bên hắn không có một chút quyền chủ động nào. Như vậy căn bản không ổn. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta có thể đi lên không? Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn đi lên. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, bây giờ vẫn chưa được, thực lực không cho phép. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, Thiên Đạo kia lại xuất hiện. Mọi người nhìn về phía Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, nàng ta cười nói, đưa ngươi đến một nơi, đi không? Đến một nơi. Diệp Huyên nhíu mày, nơi nào? Thiên Đạo cười nói, người đi là sẽ biết, ta nói cho ngươi, có điều tốt đó nha. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, ngươi sẽ không phải là muốn hãm hại ta đấy chứ? Thiên Đạo chớp chớp mắt, xem như là vậy. Diệp Huyên, chấm. Thiên Đạo lại nói, nhưng mà, thật sự có điều tốt. Diệp Huyên hỏi, điều tốt gì? Thiên Đạo cười nói, ngươi có đi không? Diệp Huyên trầm ngâm một lúc, sau đó nói, đi. Dù sao hắn cũng là, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ai sợ ai? Thiên Đạo mỉm cười, chúng ta đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi.
Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên đạo, ta cũng đi cùng. Thiên đạo cười nói, tiểu đạo, ngươi vẫn là nhanh chóng trị thương đi. Không riêng bọn họ, bản thân ngươi cũng bị nguy hiểm. Dù sao, thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên lấy ra một ít tử khí đưa cho tiểu đạo, hắn cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi cứ trị thương trước đã. Nếu nàng ta muốn hại ta, sẽ không chơi những trò này đâu. Tiểu đạo liếc nhìn thiên đạo, sau đó gật đầu. Như lời Diệp Huyên nói, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thiên đạo sẽ không hại Diệp Huyên, bởi vì không có Diệp Huyên, nàng ta sẽ phải tự mình đối mặt với thượng giới. Hơn nữa, giết Diệp Huyên không có lợi gì cho nàng ta. Tiểu đạo thu hồi tử khí, mà Diệp Huyên thì cùng thiên đạo biến mất ở xa xa phía chân trời. Giữa sân, A-La đột nhiên nói, quá bị động rồi. Tiểu đạo nhìn về phía A-La, A-La nhẹ giọng nói, thế giới này không còn thú vị nữa rồi. Mọi người. Tiểu đạo nhìn sâu vào A-La, nàng biết, A-La muốn đi xem thế giới ngoài kia rồi. Cũng đúng, dù sao bây giờ A-La cũng đã đạt đến đỉnh của thế giới này. Hướng ra thế giới bên ngoài cũng là bình thường. Chấm 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 chấm. Xa xa phía chân trời, Diệp Huyên đi theo thiên đạo, chậm rãi tiến về phía trước, chỉ chốc lát, hai người đi vào trong một mảnh sao trời. Thiên đạo nhìn lướt qua xung quanh, nhẹ giọng nói, ngươi xem, khoảng sao trời này thật đẹp. Sắc mặt của Diệp Huyên có chút kỳ quái, cô gái này không phải là dẫn mình đến xem phong cảnh đấy chứ. Thiên đạo khẽ cười nói, lúc trước, thế giới này càng đẹp hơn, đáng tiếc, ngươi chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thiên đạo cô nương, vũ trụ này đã được hình thành như thế nào? Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi hỏi vấn đề này. Diệp Huyên lại hỏi, ngươi không biết sao? Thiên đạo lắc đầu, nguồn gốc của vũ trụ không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vậy nguồn gốc của sự sống thì sao? Sinh mệnh đầu tiên đến như thế nào? Ngươi có biết không? Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, tay phải của nàng ta từ từ nắm chặt. Chấm chấm chấm. Nhìn thấy thiên đạo nắm tay, Diệp Huyên biến sắc, vội vàng nói, ta không hỏi nữa. Thiên đạo chớp chớp mắt, thật sự không hỏi nữa. Diệp Huyên gật đầu, không hỏi nữa. Trực giác nói cho hắn, cô gái trước mặt chắc chắn là muốn đánh hắn. Thiên đạo cười, sau đó nói, thực ra, ta cũng muốn biết những vấn đề mà ngươi vừa hỏi. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi cũng không biết. Thiên đạo gật đầu, ta cũng không phải là thông suốt hết mọi chuyện. Nói xong, nàng ta đi về phía xa, nàng ta nhìn một lượt mảnh sao trời trước mặt, nhẹ giọng nói, trước khi ta xuất hiện, vũ trụ này đã tồn tại rồi. Diệp Huyên im lặng. Thiên đạo chỉ những tinh cầu xa xa kia, nhẹ giọng nói, ngươi xem, vô số tinh cầu kia đều tự vận hành một cách có quy luật trong vũ trụ này, còn có vạn vật vạn linh, nếu ngươi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tất cả đều vận hành phát triển theo một quy luật nào đó. Mặt trời lặn mặt trời mọc, thủy triều lên thủy triều xuống, bốn mùa thay đổi, sinh lão bệnh tử. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, từng có người nói với ta, đây là đạo. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp phản biến. Nhưng là, đạo này tồn tại như thế nào? Là tự nhiên tồn tại hay là do con người sáng tạo? Nếu là tự nhiên tồn tại, vậy vũ trụ này lại được hình thành như thế nào? Sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ này là ai? Hắn ta được hình thành như thế nào? Diệp Huyên lại trầm mặt. Thiên đạo lại nói, đại đạo, nhân quả, vận mệnh, những thứ này là ai để ra trước tiên? Nói đến vận mệnh, sinh lão bệnh tử, đây có phải là vận mệnh của vạn vật vạn linh không? Đừng nói con người, cho dù là một vũ trụ cũng sẽ có ngày diệt vong. Rất nhiều người nói muốn nghịch thiên cải mệnh, từ xưa đến nay, ai có thể thật sự nghịch chuyển sinh tử? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, vũ trụ chúng sinh đều có vận mệnh của mình. Cái gì mà thay đổi vận mệnh? Có nghĩ tới, vận mệnh ngươi nên thay đổi cũng là vận mệnh của chính mình. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vận mệnh của cô gái váy trắng thì sao? Thiên đạo im lặng. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, ta không có ý tranh cãi, chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Thiên đạo nhẹ giọng nói, con đường nàng ta đi đã quá xa.
Diệp Huyên có chút khó hiểu, có ý gì? Thiên đạo khẽ cười nói, nàng ta đã đi ra ngoài đại đạo rồi. Đi ra ngoài đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, đột nhất. Thiên đạo gật đầu, trước mắt chúng ta đã biết cảnh giới cao nhất của vũ trụ này là đột nhất. Đột nhất chính là không ở trong đại đạo, không bị vận mệnh nhân quả trói buộc, đến được trình độ này, mới xem như là thật sự tự do, đi. Nhưng nàng ta bởi vì ngươi, lại nhảy vào. Đương nhiên, hành động này của nàng ta là phạm quy, nhảy ra xong lại nhảy vào, điều này là vô cùng không công bằng đối với những người vẫn trong quy tắc như chúng ta. Điều này cũng như là một đại học sĩ đến trường tư thục học cùng đám trẻ con vậy. Không công bằng. Diệp Huyên. Thiên đạo lại nói, nhưng nàng ta cũng có phiền toái của mình, mà phiền toái của nàng ta hẳn là có liên quan đến ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiểu đạo nói là nhân quả trên người ta. Thiên đạo khẽ gật đầu, trên người ngươi có nhân quả vô cùng lớn, loại nhân quả không thuộc vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo cô nương, vì sao phải nói với ta nhiều như vậy? Thiên đạo cười nói, không có nguyên nhân gì khác, coi như là nói chuyện phiếm. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thứ ngươi phải bảo vệ chính là vũ trụ này, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, vạn vật vạn linh phạm lỗi, không nên để vũ trụ này gánh vác. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, ngũ duy kiếp không liên quan gì đến ngươi. Thiên đạo cười nói, đừng nghĩ nhiều, ta vẫn chưa có năng lực tạo ra ngũ duy kiếp. Ngươi cũng đừng quá để ý sinh linh trong vũ trụ này, đặc biệt là con người, đứng ở góc độ người đứng ngoài quan sát, ngươi không cảm thấy hành vi của con người và rất nhiều chủng tộc khác thật sự đáng chết sao? Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo nhẹ giọng nói, trong tất cả các chủng tộc, loài người là tham lam nhất, vì cướp đoạt mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sự xuất hiện của ngũ duy kiếp là cách vũ trụ này tự bảo vệ nó. Đối với điều này, ta chỉ có thể nói, vạn vật vạn tộc bị trừng phạt đúng tội. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cũng đừng nghĩ ngăn cản ngũ duy kiếp này, đừng nói ngươi, ngay cả cô gái váy trắng kia cũng không thể ngăn cản được. Ngăn cản, vũ trụ hủy diệt, tất cả sinh linh trong vũ trụ này cũng diệt vong. Diệp Huyên trầm lặng, trong lòng có chút phức tạp. Ngũ duy kiếp. Kiếp nạn này là do vũ trụ tạo ra, nếu muốn ngăn cản kiếp nạn này, thì phải hủy diệt vũ trụ này. Mà hủy diệt vũ trụ này tương đương với hủy diệt tất cả sinh linh. Rời khỏi vũ trụ này. Đây là lựa chọn duy nhất của các sinh linh trong vũ trụ này. Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, thiên đạo đột nhiên nói, rời khỏi vũ trụ này quả thật là một lựa chọn không tồi, nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể rời khỏi đây? Bọn họ có năng lực này không? Lui một vạn bước, cho dù tất cả mọi người có năng lực rời đi, nhưng mọi người có thể đi đâu? Đến lục duy sao, người ta liệu có hoan nghênh các ngươi không? Nói xong, nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói, thay vì gửi gắm hy vọng vào vũ trụ khác, vì sao không bảo vệ thật tốt vũ trụ này? Nói đến đây, nàng ta làm như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười, thực ra, con người đều ích kỷ. Ví dụ như những cao thủ loài người lúc mới đầu, suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, dù sao khi ta sống, vũ trụ không bị hủy diệt là được rồi. Về phần sau khi ta chết, mặc kệ hắn hồng thủy ngập trời. Đơn giản mà nói, người trước hưởng phúc, người sau gặp họa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thật sự không có cách nào khác sao. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, người muốn cứu vạn vật vạn linh trên vũ trụ này. Diệp Huyên nói, không có cách nào vẹn cả đôi đường. Thiên đạo nhìn thẳng vào Diệp Huyên, có, ta có thể làm cho ngũ duy kiếp tạm thời không đến, nhưng con người trong vũ trụ này phải thay đổi, mọi người quay về làm người bình thường, không được phép tu luyện, không được đoạt lấy linh khí, không được phá hoại linh khí của vũ trụ này nữa, tất cả người tu luyện tán đi tu vi của mình, đem linh khí trả lại vũ trụ này, để cho vũ trụ có thể khôi phục nguyên khí. Diệp Huyên lắc đầu, không thể nào. Bảo mọi người tán đi tu vi. Chuyện này căn bản không có khả năng. Không ai lại bằng lòng làm như vậy. Cho dù là cô gái váy trắng cũng không làm được. Điều nàng ta có thể làm chính là giết tất cả mọi người trong nháy mắt. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được những lời lúc trước cô gái váy trắng nói. Đây là kiếp lòng người, không phải vũ lực có thể giải quyết được.
Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi xem, ngươi cũng cảm thấy không thể làm được. Cho nên, ta chưa bao giờ suy nghĩ làm sao cứu người của người vũ trụ này, bởi vì không ai bằng lòng thay đổi. Đương nhiên, nếu bọn họ muốn rời khỏi vũ trụ này, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản đường sống của bọn họ, nhưng nếu muốn hủy diệt vũ trụ này, vậy thì không được. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, vì sao ngươi có thể ngăn cản ngũ duy kiếp đến? Thiên đạo chớp chớp mắt, ta lừa ngươi đó, thật ra ta không thể. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo, hắn biết, cô gái này có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Đương nhiên, hắn sẽ không yêu cầu đối phương làm cái gì. Diệp Huyên hắn cũng không phải thánh nhân. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thiên đạo không hề nợ vũ trụ này điều gì, cũng không có nghĩa vụ bảo vệ người trong vũ trụ này. Cũng giống như cô gái váy trắng, hắn tuyệt đối sẽ không yêu cầu cô gái váy trắng bảo vệ vũ trụ này bằng mọi giá. Bởi vì nàng cũng không nợ vũ trụ này. Tự mình có năng lực, muốn quản thì quản, đó là chuyện của mình. Tự mình không có năng lực, vậy thì đừng quản gì cả. Có năng lực gì thì quản chuyện đó. Dù sao hắn đã nghĩ xong rồi, nếu ngũ duy kiếp đến, hắn sẽ đưa những người thân nhất vào trong tháp. Sau đó chạy thoát thân. Ngăn cản ngũ duy kiếp. Chuyện này hoàn toàn không thực tế. Cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì ngăn cản ngũ duy kiếp thì phải hủy diệt vũ trụ, nếu hủy diệt vũ trụ. Vậy có khác gì ngũ duy kiếp? Nghĩ vậy, Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Cho dù chọn thế nào cũng là chết. Đừng nói trốn, Lục Duy cũng không hoan nghênh người ở đây. Đúng lúc này, thiên đạo ở xa xa đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trong bầu trời sao này, hắn nhìn thấy một căn nhà trúc cứ lơ lửng trong bầu trời sao như vậy. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo cười nói, nơi ta ở. Nói xong, nàng ta đưa Diệp Huyên đến trước căn nhà trúc kia, trên cửa trúc có hai cái chữ nhỏ, nhã cư. Nhã cư. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cái tên này thật ra lịch sự tao nhã xinh xắn. Thiên đạo cười nói, rất nhiều năm qua, ngươi là người thứ hai đến căn nhà trúc này. Diệp Huyên hỏi, người thứ nhất là ai? Thiên đạo mỉm cười, tiên tri. Tiên tri. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn đã đến nơi này. Thiên đạo gật đầu, đã đến, hắn nói chuyện với ta một hồi, không thể không nói, hắn là một người rất có học vấn. Nếu nói về đánh nhau, hắn chắc chắn không thể đánh lại cô gái váy trắng, nhưng nếu nói về hiểu biết đối với thế giới này, ta cảm thấy không ai có thể so với hắn. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên vào trong nhà trúc, sau khi đi vào nhà trúc, Diệp Huyên phát hiện trong nhà trúc có một giá sách rất lớn, trên giá sách này bày vô số sách cổ, xếp chi chít nhau. Diệp Huyên bị cảnh tượng trước mặt làm kinh ngạc. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, rất bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo chỉ vào những sách cổ kia, cười nói, những sách cổ này đều do các tộc tạo ra, đều là một số tri thức, vô cùng thú vị, đáng tiếc, rất nhiều tộc, trong đó bao gồm cả tộc loài người các ngươi, không để ý chút nào đến những tri thức văn hóa của tổ tiên mình, bọn họ chỉ để ý đến những sách cổ về tu luyện hoặc là bí pháp thần thông. Thực ra, theo ta thấy, những lịch sử nhân văn và nghiên cứu học thuật kia càng thú vị hơn. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo, nói như thế nào? Thiên đạo cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, cấu tạo của không gian là gì? Diệp Huyên ngây người. Thiên đạo cười nói, thấy chưa? Ngươi có được đạo tắc không gian, có thể vận dụng không gian, nhưng ngươi không hiểu biết gì về không gian, các ngươi đều đang học hình thức, không hề học tinh túy. Nói xong. Nàng ta dừng một chút, lại nói, ta rất khâm phục tiên tri, bởi vì người khác đều là đang tu đạo, tu tiên, tu trường sinh, tu kiếm. Chỉ có một mình hắn tu học, đương nhiên, hắn khá bất hạnh, bởi vì hắn tính kế người không nên tính kế, vì thế, tu học bị người tu kiếm xử lý rồi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chuyện tàn khốc này nói cho chúng ta biết, bất kể là tu cái gì, đều phải có thực lực mạnh, bằng không, đều là tu uổng phí. Cho nên, từ sau khi hắn chết, ta bắt đầu tu tất cả mọi thứ. Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Thiên đạo cười nói,
xem như là vậy đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói chúng ta cùng luận bàn một chút. Thiên đạo lắc đầu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Thiên đạo cười khẽ, thứ ta tu là sát kiếm đạo, kiếm ra chỉ vì lấy mạng. Luận bàn cùng với ngươi, ngươi tu hành không đủ, khó có thể ngăn cản. Diệp Huyên vội vàng nói cơ thể của ta rất mạnh. Thiên đạo lắc đầu, trên thế gian này đúng là không có nhiều người có thể phá cơ thể của ngươi, nhưng mà người trước mặt ngươi đây vừa hay có thể phá hủy cơ thể của ngươi một cách dễ dàng. Diệp Huyên. Thiên đạo nhìn đánh giá cơ thể của Diệp Huyên một lượt, sau đó nói thật ra cơ thể này của ngươi không mạnh chút nào. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, nói như thế nào? Thiên đạo đột nhiên chỉ tay vào ngực của Diệp Huyên, trong phút chốc, sắc mặt của Diệp Huyên thay đổi rõ rệt, liên tục lùi mạnh về sau. Sau khi dừng lại, hắn nhìn xuống ngực mình, giờ phút này làn da ở trước ngực hắn đang dần dần phân giải. Lúc này, thiên đạo thu hồi ngón tay ngọc. Cơ thể của Diệp Huyên lập tức khôi phục bình thường. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, kinh hãi nói người đây là thần thông gì? Thiên đạo cười nói không phải loại thần thông gì, chỉ là một cái chỉ tay đơn giản. Diệp Huyên lắc đầu, một chỉ tay đơn giản tuyệt đối không thể phá hủy cơ thể của ta. Thiên đạo cười cười, sau đó nói người vẫn là không biết chút gì về lực lượng. Diệp Huyên. Thiên đạo đột nhiên nói thực ra. Võ học của thế giới này có thể chia làm ba cảnh giới thứ nhất, từ không đến có cảnh giới thứ hai, từ có đến không cảnh giới thứ ba, muốn có là có, muốn không là không. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người hiểu ý ta nói không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn nghe người giải thích một lần. Thiên đạo lắc đầu, người chẳng hiểu gì cả. Diệp Huyên. Thiên đạo ngồi ở trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta lấy ra một con cá đã nướng qua nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó nói ta cho ngươi một ví dụ, như khi ngươi vừa mới bắt đầu tu kiếm, chỉ hiểu một chút về kiếm đạo, lúc đó ngươi nhìn chiêu thức kiếm đạo chỉ đơn thuần là chiêu thức, cũng chính là thấy núi là núi, thấy nước là nước, mà đợi đến khi võ công của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, ngươi nhìn chiêu thức kiếm đạo sẽ không còn chỉ đơn thuần là chiêu thức kiếm đạo nữa, có thể là một loại nguyên lý kiếm đạo, một loại quan niệm kiếm đạo, một loại ý cảnh kiếm đạo. Một loại nhân sinh kiếm đạo, đây chính là, thấy núi chẳng phải núi, thấy nước không phải nước. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói khi ngươi đạt đến đỉnh cao, kiếm đạo đã không còn là kiếm đạo đơn thuần, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra ngươi biết kiếm đạo, cái gọi là trở lại nguyên trạng chính là thấy núi chính là núi, thấy nước vẫn là nước. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói ta hiện tại là loại cảnh giới nào. Thiên đạo cười nói ba loại cảnh giới ngươi đều đã đạt đến rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói có phải là vẫn còn, nhưng mà. Thiên đạo chớp chớp mắt, đáp đúng rồi. Tuy rằng ngươi đã đạt đến cả ba loại cảnh giới, nhưng ngươi lại không hiểu rõ mỗi loại cảnh giới, cho nên, nghiêm khắc mà nói, ngươi vẫn chưa đạt đến cả ba loại cảnh giới. Diệp Huyên trầm giọng nói không đến mức đó chứ. Thiên đạo cười cười. Sau đó tiếp tục nói cảnh giới kiếm của A-la vẫn chưa đạt đến phàm kiếm tầng thứ ba, ngươi cũng là phàm kiếm tầng thứ hai, nàng ta và ngươi giống nhau, nhưng ngươi có thể đánh lại nàng ta không? Diệp Huyên lắc đầu. Nói thật, hắn quả thật không thể đánh thắng A-la. Thiên đạo gật đầu, các ngươi chỉ hơn khác nhau về phương diện cảnh giới kiếm đạo. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo lại nói ta cho ngươi một ví dụ khác, trong thế tục. Có một chuyện xưa gọi là Bào Đinh Mổ Châu, người hẳn là đã nghe qua về chuyện này. Mới đầu, người nhìn thấy là châu, người không hiểu biết về nó, người cứ chặt, chặt rất mệt. Đây là vì sao? Bởi vì tay nghề của người không đủ, đồng thời trong quá trình này tâm thái cũng xảy ra vấn đề, người sẽ bởi vì thiếu lực kiểm soát và thiếu hiểu biết mà sinh ra cảm xúc không tốt, người sẽ bất mãn, sẽ lo âu, cáu giận. Căng thẳng, những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự phán đoán của ngươi. Nhưng sau khi ngươi mổ hàng nghìn hàng vạn lần, ngươi đã hoàn toàn thành thạo. Ngươi có thể thoải mái mổ xẻ trâu, ngươi có thể thỏa mãn, hài lòng vì nó, cho dù nhắm mắt cũng có thể muốn làm gì thì làm. Vì sao? Bởi vì một mặt là ngươi đã thông thạo hết các kỹ xảo, một mặt là tâm thái của ngươi. Hai thứ này thiếu một đều không được. Nói xong. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, đây chính là cảnh giới, mà cảnh giới không chỉ là hiểu ra,
mà còn cần tu luyện. Tu luyện? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta tu luyện còn chưa đủ sao? Thiên đạo gật đầu, vẫn chưa đủ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là thiếu một sự lắng đọng, đương nhiên, ngươi còn trẻ, điểm ấy có thể hiểu được, dù sao, nếu cho ngươi thêm thời gian vài chục năm, ta tin rằng tu vi kiếm đạo của ngươi sẽ không kém hơn so với A-La. Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, người của thượng giới cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Có điều ngươi yên tâm, còn một cách có thể khiến ngươi trưởng thành nhanh chóng. Diệp Huyên vội hỏi, cách gì? Thiên đạo khẽ cười, đọc. Diệp Huyên nhíu mày, đọc, nói như thế nào? Thiên đạo trợn mắt với Diệp Huyên, người ấy mà, vừa nhìn chính là rất ít đọc sách. Diệp Huyên. Thiên đạo khẽ cười nói, nhưng mà không sao, bây giờ đọc sách vẫn còn kịp. Ta nói cho ngươi biết về lợi ích của việc đọc sách. Đọc là vận dụng ngôn ngữ chữ viết để thu hoạch tri thức, nhận thức thế giới, phát triển tư duy, khai thác tầm nhìn, nó làm cho người ham học hỏi biết được từ trong đó, làm cho người không biết trở thành biết. Đơn giản mà nói, đọc sách nhiều có thể làm cho người ít đi đường vòng, bớt đi một vài đòn hiểm của hiện thực. Nói xong, nàng ta chỉ nhẹ ngón tay về phía ngực của Diệp Huyên, giống như cái chỉ tay vừa rồi của ta, ngươi chỉ biết đây là một loại lực lượng mạnh mẽ, nhưng ngươi lại không biết nói đây là lực lượng gì, cũng không biết lực lượng này ngưng tụ từ cái gì. Điều này cũng như là bào đinh mổ trâu, ngươi không hiểu biết về con trâu, cho nên ngươi muốn mổ nó sẽ rất khó, nhưng sau khi ngươi hiểu rõ về kết cấu của trâu, ngươi muốn mổ nó ra thì lại vô cùng đơn giản. Diệp Huyên trầm giọng nói, bản chất, nguyên lý. Lúc này, hắn rốt cục cũng hiểu vì sao thiên đạo có thể phá hủy cơ thể hắn một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì người ta đối với cơ thể của hắn rõ như lòng bàn tay. Cô gái này thật là đáng sợ. Thiên đạo gật đầu, cười nói đúng vậy, chính là bản chất và nguyên lý, mà ngươi muốn hiểu về bản chất và nguyên lý của một loại lực lượng, ngươi chỉ đạt được thông qua hai cách, cách thứ nhất, tự mình nghiên cứu, sau đó thực hành, cách thứ hai, chính là phải học tập. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, ngươi là đang giúp ta mạnh lên, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, ta biết, ngươi đã vượt bậc nắm giữ phá hư, nhưng là... Vẫn chưa đủ, người của thượng giới không đơn giản như ngươi nghĩ. Võ đạo của tiểu đạo vượt xa ngươi, nhưng võ đạo của nàng ta không thích hợp với ngươi, mà nàng ta cũng sẽ không dạy cho người, cho nên, ta chỉ có thể tự mình ra tay. Diệp Huyên nhìn chằm chằm thiên đạo, vì sao lại giúp ta? Thiên đạo cười nói rất đơn giản, kiếm tông bị kiềm chế, cô gái váy trắng rời đi, thực lực của tiểu đạo chưa khôi phục. Chỉ một A-La vẫn không đủ để hoàn toàn bảo vệ ngươi, ngươi phải muốn học được cách tự bảo vệ mình. Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi muốn cho ta trở nên mạnh hơn, có đủ lực lượng để chiến đấu với thượng giới. Thiên đạo chớp chớp mắt, chúng ta có thể đổi cách nói khác, ví dụ như, ta thật sự muốn giúp đỡ ngươi, muốn ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, hoặc là nói, ta nghĩ kết thiện duyên với ngươi, thiện nhân thiện quả, đổi cách nói và góc độ khác, chúng ta đều có đều dễ tiếp nhận hơn. Ngươi nói xem. Diệp Huyên lắc đầu cười, đây không phải là lừa mình dối người sao? Thiên đạo cười cười, ngươi nói không sai, ta chính là muốn ngươi trở nên mạnh hơn, sau đó giết thượng giới, chiến đấu đến cùng với bọn họ, sau đó ta làm ngư ông thủ lợi, hì hì. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo lại nói, ngươi có thể từ chối, ta không ép buộc, hơn nữa, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên. Nếu ngươi cần giúp đỡ gì, ví dụ như, nếu ngươi muốn hiểu thêm về thượng giới cũng có thể nói với ta từng điều tra qua về bọn họ, vẫn là khá hiểu về bọn họ. Nếu ngươi có gì khó hiểu trong kiếm đạo, cũng có thể hỏi ta, trình độ kiếm đạo của ta có thể cũng chỉ thấp hơn chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp của ngươi, hoặc là ngươi muốn đột phá đến chủ tế cảnh, ta cũng có thể trợ giúp một chút cho ngươi, còn có cơ thể của ngươi, nếu ngươi muốn tăng lên về cơ thể của ngươi, ta cũng có thể hỗ trợ. Về mặt cơ thể ta cũng có nghiên cứu không ít, tóm lại, ngươi cái gì cũng có thể hỏi ta, nếu ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói, nếu ngươi không muốn hỏi. Cũng không sao, ta không ép buộc ngươi. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, giờ phút này, hắn hơi sợ. Mẹ nó! Cô gái này có độc. Nàng ta đây là gì? Nàng ta đây là nói rõ với ngươi, nàng ta muốn lợi dụng ngươi, hơn nữa. Ngươi có thể từ chối,
nàng ta không ép buộc, nhưng ngươi sẽ muốn bị nàng ta lợi dụng. Bây giờ hắn đã biết vì sao hắc ám giới và những thượng thần kia lại bị phong ấn rồi. Cô gái này muốn thực lực có thực lực, cần trí thông minh có trí thông minh, làm sao chơi với nàng ta được. Thiên đạo lại nói vừa rồi nói đến cơ thể, ta từng cùng tiên tri nghiên cứu thảo luận qua một lần. Hắn nói, người là căn bản, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ là xem chúng ta làm thế nào để khai phá. Hắn có một vài ý tưởng về việc khai thác tiềm lực của cơ thể, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện thì hắn đã tự chơi chết mình rồi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ cười, nhưng mà, ta thực hành rồi. Nếu ngươi tu luyện theo phương pháp của ta, ta có thể bảo đảm, cơ thể của ngươi chắc chắn có thể tăng lên gấp 10 lần. 10 lần, ngươi không nghe nhầm, chính là khoa trương như vậy. Bởi vì ta có phương pháp tu luyện cơ thể tốt nhất, cũng có tài nguyên tu luyện tốt nhất ở vũ trụ ngũ duy này. Hơn nữa, ta còn những tâm đắc trong tu luyện của các cao thủ siêu cấp về tu luyện cơ thể từ xưa đến nay. Đương nhiên, ta không ép buộc ngươi. Con người ta không thích làm khó người khác, dù sao, áp đặt ý nghĩ của bản thân lên người khác là một việc cực kỳ vô đạo đức, cá nhân ta rất xem thường loại hành vi này. Cho nên, ngươi có thể từ chối, thật đấy, ngươi từ chối đi. Diệp Huyên. Từ chối. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống như nước. Lúc này, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Cô gái này chính là nói rõ ràng muốn lợi dụng ngươi, nhưng là, việc nàng ta lợi dụng ngươi chẳng những không có hại mà còn có lợi, ít nhất tạm thời là như vậy. Từ chối. Hắn thật sự không nghĩ ra lý do nào để từ chối. Không từ chối. Nếu không từ chối, hắn lại có chút không cam lòng. Nhưng là rất nhanh, loại không cam lòng này biến mất không chút tung tích. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ta cảm thấy câu nói vừa rồi của ngươi rất có đạo lý. Thiên đạo chớp chớp mắt, câu nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi nói, đổi cách nói và góc độ khác nhìn sự việc. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi căn bản không phải muốn lợi dụng ta. Ngươi chính là nhìn thấy ta có thiên phú, cảm thấy ta có giá trị, muốn đầu tư vào ta, làm cho ta về sau giúp ngươi bảo hộ vũ trụ ngũ duy này. Thiên đạo chớp mắt, cứng đờ. Diệp Huyên lại nói một cách đơn giản, là Diệp Huyên ta đủ ưu tú, cho nên ngươi mới muốn giúp ta như vậy, muốn kết một mối thiện duyên với ta. Thiên đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, ta đột nhiên có chút hối hận. Diệp Huyên. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, thực ra, ngươi khá là lợi hại, thật đấy, không nói những mặt khác, chỉ riêng độ dày của da mặt này. Nhìn chung từ xưa đến nay, ta phát hiện, không có ai mặt dày được như ngươi. Diệp Huyên. Thiên đạo lại nói, chúng ta không quan tâm vấn đề này nữa. Lần này để ngươi đến, là muốn nâng cao ngươi lên một chút, ngươi muốn bắt đầu từ kiếm đạo trước, hay là muốn bắt đầu từ phương diện cơ thể. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi nghĩ sao? Thiên đạo nhẹ giọng nói, nếu là phương diện kiếm đạo, khó có thể thực hiện với vài ba câu, chúng ta tu luyện cơ thể trước đi. Trước tiên nâng cao cơ thể của ngươi, để ngươi không dễ dàng chết như thế. Diệp Huyên. Thiên đạo mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ đột nhiên bay ra từ giá sách phía sau nàng ta đưa sách cổ đến trước mặt Diệp Huyên, đây là tâm đắc của một số cao thủ tu luyện hình thể từ xưa đến nay, ngươi đọc thật kỹ, hiểu sâu về nó, sau đó chúng ta bắt đầu, làm như vậy, đợi đến lúc tu luyện nếu như gặp phải một vài vấn đề, ngươi sẽ biết nên xử lý như thế nào, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể có lợi cho mình. Diệp Huyên gật đầu. Hắn mở sách cổ ra đọc, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Thiên đạo cười nói, hữu dụng đúng không? Diệp Huyên trầm giọng nói, có tác dụng lớn. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục đọc. Không thể không nói, tuy hắn là thể tu, nhưng căn bản không hiểu biết nhiều về thể tu. Sau khi đọc những tâm đắc khi tu luyện của các cao thủ thể tu lúc trước này, hắn phát hiện, chính mình đã nghĩ về đạo thể tu quá đơn giản. Thể tu. Nó không chỉ đơn giản là tu luyện cơ thể, còn tu thần hồn, thân xác lớn mạnh cần cái gì chống đỡ. Thần hồn. Ngoài mạnh, trong càng cần phải mạnh. Trừ điều đó ra, đạo thể tu cũng chia rất nhiều loại, ít nhất có mấy trăm phái, cách thức tu luyện của những phái này cũng không giống nhau, có phái chú trọng da thịt, có phái chú trọng gân cốt,
có phái chú trọng nội tạng. Rất ít phái có thể chú ý toàn bộ. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Huyên đặt sách cổ trong tay xuống, mà lúc này, Thiên Đạo đã không còn ở trong nhà Trúc. Diệp Huyên đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Đạo đang nhóm lửa nướng cá ở trong sân. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thiên Đạo, hắn nhìn liếc qua con cá kia, cười nói, ta tưởng rằng ngươi sẽ không sát sinh. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, nhân từ sẽ không cứu nổi vũ trụ này đâu. Còn có, nhìn sự việc mãi mãi không được chỉ nhìn vào mặt ngoài của nó, thứ mà mắt nhìn thấy không nhất định là thật, không hiểu một sự việc, thì không nên đưa ra bất kỳ đánh giá nào về nó, hiểu chưa? Sắc mặt của Diệp Huyên trở nên có chút kỳ quái, ta nói gì rồi sao? Thiên Đạo không nói gì, nàng ta tiếp tục nướng cá. Diệp Huyên ngồi trước mặt Thiên Đạo, hắn nhìn Thiên Đạo, có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Thiên Đạo gật đầu, nói. Diệp Huyên trầm giọng nói, đạo nhục thân có giới hạn không? Thiên Đạo lắc đầu, không có giới hạn, ít nhất ở vũ trụ này của chúng ta là không có giới hạn, cũng giống như võ đạo kiếm đạo, không có điểm cuối, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Đạo nhục thân cũng vậy, có lẽ cơ thể của ngươi đạt đến giới hạn của vũ trụ này, nhưng là, nói không chừng thế giới khác lại có người mạnh hơn ngươi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Giới hạn. Giới hạn của võ đạo. Giới hạn của kiếm đạo. Giới hạn của cơ thể. Không có giới hạn, nói cách khác, đây là một con đường không có điểm cuối. Tất cả mọi người đều đang đi trên con đường không có điểm cuối. Diệp Huyên hắn cũng vậy. Thiên Đạo đột nhiên nói, chuyện của tương lai, có thể nghĩ, nhưng không thể nghĩ nhiều, chuyện trước mắt mới là nên nghĩ nhiều, chỉ có đi tốt mỗi một bước trước mắt, bước đi mới vững chắc. Cũng giống như xây nhà lầu, nếu nền móng không chắc, có xây nhiều tầng đến mấy cũng đều là mây trôi. Cho dù là kiếm đạo hay võ đạo, liều mình là vì tương lai, chứ không phải tạm thời. Mà muốn đi càng xa hơn, phải đi tốt con đường trước mắt mới được. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta tin rằng ngươi đều hiểu hết những đạo lý này, nhưng hiểu không có nghĩa là sẽ làm. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta sẽ làm. Thiên Đạo cười nói, ngươi sẽ không làm, hoặc là nói, ngươi không thể kiên trì làm. Bởi vì ngươi thiếu trái tim của cao thủ, ngươi không có quá nhiều khát vọng đối với biến mạnh. Hơn nữa, ngươi thiếu một mục tiêu, mà thiếu mục tiêu chẳng khác nào thiếu đi động lực. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, vì sao lại nói như vậy? Thiên Đạo khẽ cười, sau đó nói, có lẽ ngươi từng có lòng phấn đấu, nhưng bây giờ lòng phấn đấu đó của ngươi đã dần nhạt đi. Nói một lời không dễ nghe, ngươi đừng để bụng, nếu như không có cô gái váy trắng và tiên tri, còn có người đàn ông áo xanh phía sau ngươi, ngươi căn bản không thể đi đến bây giờ. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên Đạo lại nói, đương nhiên, cũng chính bởi vì bọn họ, ngươi mới có nhiều chuyện phiền toái như vậy, cho nên, nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng coi như có năng lực. Nhưng so với những cao thủ chân chính trong trời đất, ngươi còn kém hơn rất nhiều. Ví dụ như A-La bên cạnh ngươi, những nỗ lực năm đó nàng ta bỏ ra, ngươi không tưởng tượng được đâu. Diệp Huyên im lặng không nói. Thiên Đạo nói tiếp, tâm tình của ngươi thật ra không tốt lắm. Cô gái váy trắng rời đi, không phải thật sự yên tâm về ngươi, mà là muốn tạo áp lực cho ngươi. Thử hỏi một chút, trận chiến lúc trước, nếu không có kiếm tông, không có tiểu đạo, không có A-La, ngươi sẽ đối phó như thế nào? Ngươi có thể một mình giải quyết không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều chuyện ngươi không thể đối mặt, nhưng là, ngươi rất may mắn. Bởi vì ngươi có những người này giúp ngươi. Thế nhưng bọn họ không thể giúp ngươi cả đời, hoặc là nói, sau này bọn họ không giúp được ngươi. Bởi vì kẻ địch của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí càng ngày càng nhiều. Diệp Huyên đột nhiên nói, vì sao kẻ địch của ta sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thiên Đạo chớp chớp mắt, có lẽ đây chính là mệnh của ngươi. Diệp Huyên. Thiên Đạo đưa con cá đã nướng xong cho Diệp Huyên, sau đó lại nói, ta nói với ngươi nhiều như vậy, không phải muốn hạ thấp ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, ngươi phải hiểu được một điều, sau khi ngươi đã đến một trình độ nhất định, lúc đó không ai có thể giúp được ngươi, ngược lại các bạn của ngươi còn cần ngươi hỗ trợ. Giống như ngũ duy kiếp của mấy năm sau,
khi kiếp nạn kia đến, ngươi phải bảo vệ Phù Văn Tông, phải bảo vệ Thư viện Vạn Duy, phải bảo vệ những người bạn ở thế giới dưới của ngươi. Thế nhưng, ngươi lấy cái gì để bảo vệ? Đừng nói bọn họ, chính bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Hay là nói, đến lúc đó, ngươi vẫn hy vọng người khác đến cứu ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo khẽ cười nói, những đạo lý này, ngươi hiểu được là tốt rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Đi, đưa ngươi đi tu luyện cơ thể. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên trầm tư một lát, sau đó đứng dậy đi theo. Thiên đạo dẫn Diệp Huyên đến phía sau nhà trúc, sau khi ước chừng nửa canh giờ, nàng ta dẫn Diệp Huyên đến trước một lôi trì. Trong lôi trì, lôi điện lóe ra, tựa như từng con rồng bạc, tản ra từng luồng lôi uy hủy thiên diệt địa. Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc, ngươi sẽ không phải định bảo ta nhảy xuống chứ? Lúc này, trực giác nói cho hắn, cơ thể của hắn không chịu nổi lôi trì này. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, những lôi điện này gọi là thiên kiếp lôi, ta từng dùng nó để hạn chế lực lượng của cao thủ, nhưng sau này, sau khi ngũ duy kiếp xuất hiện, ta không còn dùng thứ này nữa. Bởi vậy, ta nuôi chúng ở đây, trải qua vô số năm, chúng nó đã lột xác, bây giờ uy lực của chúng đã mạnh hơn trước. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhảy xuống đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể chống đỡ được không? Thiên đạo chớp chớp mắt, chống đỡ được hay không thì phải thử mới biết. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, nói như vậy, ngươi cũng không chắc ta có thể chống đỡ được hay không. Thiên đạo gật đầu, tạm thời chưa dám chắc, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi điều tốt, đây là cửa thứ nhất, nếu ngươi không bước vào cửa này, việc tu luyện của chúng ta có thể phải dừng ở đây rồi. Bởi vì mỗi một cửa phía sau đều khủng bố hơn cửa này. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, sợ, vậy ngươi sẽ thua cả đời. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thiên đạo, hắn không nói thêm gì, trực tiếp nhảy vào. Mới vừa vào lôi trì, quần áo trên người hắn lập tức hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, hắn vội sử dụng bất tử chi thân, nhưng mà những tử khí vừa xuất hiện trong cơ thể hắn liền lập tức bị những thần lôi kia hủy diệt, trong phút chốc, hắn đã bị thần lôi nhấn chìm. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ trong lôi trì kia. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, toàn thân gân xanh nổi lên, đặc biệt là mặt của hắn, càng là nhăn nhó đến biến dạng, cực kỳ dữ tợn. Giờ phút này, Diệp Huyên thật sự muốn chết, gần như không có chút do dự, hắn muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, đi vào dễ, đi ra cũng dễ, có điều, người đi ra như vậy chẳng khác nào từ bỏ một lần, sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, vô số lần. Ngươi chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi. Phía dưới, toàn thân Diệp Huyên đều đang run rẩy. Những thần lôi kia không phá hủy cơ thể hắn, nhưng là đang ăn mòn, loại cảm giác này giống như vô số dao nóng đỏ cắt từng nhát lên cơ thể hắn vậy. Thật sự đau khổ tột cùng. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, nàng ta cười nói, kiên trì một chút sẽ tốt thôi. Diệp Huyên run giọng nói, kiên trì bao lâu? Thiên đạo cười nói, nửa tháng là được rồi. Phốc! Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi. Nửa tháng! Lúc này, Diệp Huyên thật sự chỉ muốn chết. Xong, hắn vẫn nghiến chặt răng chịu đựng. Như lời của thiên đạo, bản thân không chống đỡ, chẳng lẽ thật sự cứ muốn để người khác giúp mình sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên dần dần bình tĩnh lại. Chẳng phải chỉ là nỗi đau da thịt thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Diệp Huyên chợt mở bừng mắt nhìn thiên đạo, giống gào, cứ vậy thôi sao? Còn cái gì mạnh hơn không? Thiên đạo chớp mắt, đương nhiên có. Nói rồi, nàng ta vung tay phải, sâu trong lôi trì, từng tia sét thần tối đen như mực đột nhiên phóng lên trên như những con rắn nhỏ. Cảm nhận được những tia sét đen tuyền đó, sắc mặt Diệp Huyên bỗng chốc thay đổi, hắn vội vàng nói, chết tiệt, đại tỷ à! Đừng đừng ta đùa thôi, ta sai rồi. Bên bờ lôi trì, thiên đạo ngồi nhìn Diệp Huyên, gương mặt nàng ta tràn ngập ý cười. Bên trong lôi trì, là tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Huyên. Hắn cũng muốn nhịn không kêu rên, dù sao như vậy quả thực cũng hơi mất mặt, nhưng thật sự không nhịn được nữa. Quá đau đớn. Lúc này,
bất tử chi thân của Diệp Huyên đã bị phá vỡ, nhưng không biết tại sao, những tia sét thần kia không hề làm tổn hại thân xác hắn, đương nhiên, lúc này hắn đã chẳng còn bận tâm gì nhiều rồi. Qua một lúc lâu, thiên đạo đã bắt đầu nướng cá, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Diệp Huyên trong lôi trì. Mà Diệp Huyên bên trong lôi trì thì đã giống như một người sét rồi. Cả người hắn đều phát ra tia lửa điện. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên đạo. Thiên đạo cười nói, ngươi không yên tâm về hắn sao? Tiểu đạo nhìn thiên đạo, nhiều lúc ta nghĩ, nếu ngươi từ bỏ vũ trụ này thì sẽ thế nào? Thiên đạo chợt yên lặng. Một lúc sau, thiên đạo cười nói, nếu ngươi buông bỏ thù hận thì sẽ thế nào? Thù hận. Đột nhiên tiểu đạo siết chặt hai tay, vẻ mặt nàng ta vô cùng lạnh lẽo, mối hận máu thì sao có thể buông bỏ? Ngươi và ta không giống nhau. Thiên đạo cười nhẹ nói, bản chất đều như nhau. Là người thì sẽ có một vài thứ không buông bỏ được, nếu cái gì cũng có thể từ bỏ được, thì sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu đạo im lặng một lúc, sau đó khẽ nói, ta cảm thấy, ngươi có thể đi đến một nơi rộng lớn hơn, ngươi là thiên đạo chi linh, cho dù đi đến nơi nào. Thiên đạo bỗng cắt ngang lời tiểu đạo, nơi đây là nhà. Tiểu đạo nhìn thiên đạo khẽ cười nói, đây là nơi sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Tiểu đạo im lặng. Thiên đạo quay đầu nhìn về phía lôi trì, nhẹ giọng nói, hắn là một hạt giống tốt, đáng tiếc, vận mệnh trêu người, nhiều nhân quả như vậy đều gán ép trên người hắn, đối với hắn mà nói, bản thân là không công bằng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nhưng, những nhân quả này cũng đem đến lợi ích cho hắn, không phải sao? Chợt thiên đạo lại nói, có từng nghĩ đến, nếu không có những nhân quả đó, hắn chính là hắn, không có bất kỳ người đứng sau, thế ngươi cảm thấy cuộc đời của hắn sẽ thế nào? Tiểu đạo im lặng một lúc, rồi nói, hắn sẽ không quá tệ, nhưng sẽ không tốt được như bây giờ. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo cười nói, không có những nhân quả đó, hắn có thể đi xa hơn nữa. Tiểu đạo nhìn thẳng thiên đạo, ý ngươi muốn nói là thiên phú và tâm tính của hắn sao? Thiên phú của hắn không tệ, tâm tính cũng không tính là đứng đầu. Nhưng nếu không có những người kia, sẽ có rất nhiều thứ hắn không được tiếp xúc, nói cách khác, không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc được. Đặc biệt là phương diện kiếm đạo, thử nghĩ xem, có bao nhiêu kiếm tu có thể được một vị kiếm đạo đỉnh cao chỉ điểm ngay từ đầu chứ? Nói rồi, nàng ta ngừng lại rồi nói tiếp. Mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, như người ở thượng giới đã nói, có một sự thật chính là, xuất thân rất quan trọng, có vài người, phấn đấu cả một đời để đổi lại thứ gì đó, nhưng có vài người, vừa sinh ra đã có rồi. Thiên đạo cười nói, người nói rất có lý, chỉ là, người bỏ qua một điểm rồi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, xin chỉ giáo. Thiên đạo quay đầu nhìn Diệp Huyên bên trong lôi trì, cười nói, người biết chuyện hắn ở Thanh Thành không? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, biết. Thiên đạo cười nói, cô gái váy trắng hẳn đã nhận ra hắn từ lâu rồi, nhưng ngay từ đầu nàng ta không hề lựa chọn xuất hiện gặp hắn, hay thậm chí còn truyền kiếm đạo của nàng ta, người có biết tại sao không? Tiểu đạo khẽ nheo mắt, người nói là nàng ta đang quan sát hắn. Thiên đạo lắc đầu, có lẽ nàng ta đang để bản thân hắn tự chọn cuộc đời mình, nếu hắn cam tâm làm người bình thường, hoặc tâm tính không tốt. Cô gái váy trắng hẳn sẽ cho hắn một cuộc đời giàu sang, sau đó lẳng lặng rời đi. Con đường võ đạo này, một người bình thường có thể đi được sao? Không, không phải nơi mà người bình thường có thể đi được. Mà cô gái váy trắng lựa chọn ra mặt, rõ ràng là muốn hắn đi trên con đường không có điểm cuối này. Tại sao cô gái váy trắng cảm thấy hắn có thể đi tiếp? Tiểu đạo im lặng. Thiên đạo cười nói, từ xưa đến nay, cao thủ tuyệt thế chân chính không thể thiếu được một thứ như nhau, thứ này không phải thiên phú, mà là nỗ lực, không chịu thua, liều lĩnh, có thể chịu đựng khó khăn mà người thường không chịu nổi, tâm trí kiên định. Hắn phù hợp mấy thứ như vậy, cho nên cô gái váy trắng đưa hắn lên trên con đường này. Nếu không, người thật sự cho rằng nàng ta không thể dùng một kiếm chém đứt những nhân quả kia trên người hắn sao? Đừng nói đến nhân quả của tiên tri, mà của mẹ hắn. Nói đến đây, nàng ta chợt nhíu mày, tiếp đó, một dòng máu tươi dần dần chảy xuống từ khóe miệng nàng ta. Sắc mặt tiểu đạo thay đổi, ngươi.
Thiên đạo chùi vết máu khóe miệng, cười nhẹ nói, lắm lời rồi. Tiểu đạo thấp giọng nói, là nàng ta ra tay. Thiên đạo lắc đầu cười, không phải cô gái váy trắng, là một nguồn nhân quả khác. Tiểu đạo nhíu mày, mẹ hắn không phải Độc Cô Huyên kia sao? Thiên đạo hỏi lại, vậy bà ấy bây giờ đâu? Nghe vậy, tiểu đạo sững người. Thiên đạo cười nói, so với những gì chúng ta thấy thì hắn còn phức tạp hơn rất rất nhiều, cái khác không nói, ta biết tại sao mẹ hắn biến mất, bởi vì nếu không biến mất sẽ phải chết. Cũng giống như tiên tri ban đầu, người thật sự cho rằng tiên tri muốn biến mất sao? Không, hắn không hề muốn chút nào, ai lại không muốn sống chứ? Đương nhiên, hắn không may mắn như vậy, hắn buộc phải biến mất, bởi vì hắn đã làm quá mức, hơn nữa, còn đánh giá thấp thực lực của cô gái váy trắng nghiêm trọng. Cô gái này ngoảnh mặt làm thinh với mọi thứ, nhưng lúc nên ra tay thì không hề nương tay chút nào. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, ngươi có phát hiện ra không, bầu trời sao mênh mông này giống như một bàn cờ rộng lớn, mà vạn vật chúng sinh chính là những con cờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.